có cần muốn nói cái chuyện gì tin gì hot hot thì các anh chị em cứ việc comment vô để mình theo cái ý của anh chị em ở đây. Thì như các bạn đã biết, nói về tình hình kinh tế Việt Nam thì như các bạn đã biết thì rất là dễ hiểu thôi các bạn. Các bạn cứ để ý đi, cái nền kinh tế thì cái điều quan trọng nhất là cái mạch máu, không? Bất cứ nền kinh tế nào cũng vậy, không phải là Việt Nam không. Không kể nguyên cái trái đất này ở chỗ nào nó cũng một nền kinh tế thì nó phụ thuộc vào cái sự mạch máu của tài chánh, mà tài chánh là tiền bạc đó các bạn. Có tiền thì mua tiền cũng được, thấy không? Tất cả mọi người trên trái đất này có tiền là mua tiền cũng được, cái gì mà mua không được bằng tiền thì mua bằng rất nhiều tiền thì sẽ được. Nước nào cũng vậy. Thành ra cái điều mà quan trọng nhất là một đất nước mà muốn mạnh mà có tiếng nói mạnh á, cái điều quan trọng nhất phải có tiền. Có tiền á thì muốn có tiền á thì phải một đất nước nó phải làm cho người ta làm sao mà được khỏe mạnh, được thông minh, không? Được sáng chế ra những cái thứ bán được có tiền thì đất nước đó nó sẽ giàu mạnh. Thì khi có tiền á, mà nếu mà các bạn mà có tiền mà các bạn không có vũ khí á, thì bắt các bạn chỉ lấy cái miệng các bạn nói thôi, các bạn không có làm gì được hết. Hồi xưa người ta chiến tranh á, phát xít Đức, hồi xưa Đức Ý Nhật á, nó dùng vũ khí nó đánh người ta, nó cướp. Xin lỗi các bạn nha. Hồi xưa mấy cái nước người ta đánh với nhau á, là người ta chỉ có dùng vũ khí để người ta nói chuyện, cho nên là chết trên thế giới này nó chết quá nhiều người. Từ khi sau khi Thế chiến thứ hai tới bây giờ thì người ta không có dùng vũ khí nhiều nữa, người ta chủ yếu là người ta dùng phương pháp ngoại giao, cho nên người ta mới đặt ra cái Liên Hợp Quốc, người ta mới đặt ra cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tất cả mọi thứ đều qua Liên Hợp Quốc. Mà khi nào mà chừng nào mà quá sức tưởng tượng lắm, ghê gớm lắm thì người ta mới sử dụng tới vũ lực. Có nghĩa là khi mà con đường ngoại giao mà sử dụng không xong rồi á thì người ta mới phải coi như đối cái con đường vũ lực là cái con đường cuối cùng. Các bạn thấy không, cũng giống như Đức Ý Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai tới bây giờ là nó là những nước rất là hùng mạnh, nhưng mà nó vẫn không có tiếng nói mạnh, không có quyền lực mạnh. Là tại sao? Tại vì nó có tiền nhưng mà nó không có vũ khí. Vũ khí với tiền nó phải đi đôi với nhau, thấy không? Nếu mà có tiền trong túi một bịch nhưng mà mình nói người ta không nghe đó, thì mình chỉ lấy nước miếng mà nói người ta thôi, người ta không nghe thì cũng như không, cũng như vô dụng. Thành ra một cái đất nước là nó phải có hai thứ mạnh, là vừa kinh tế mà vừa quân sự nữa, là vừa phải chính trị giỏi nữa. Cái đó cho nên cái nền kinh tế ở Việt Nam của mình thật sự đã, như các bạn đã thấy, nếu mà nó tồn tại cái hệ thống cộng sản thì các bạn không cần phải nói tới Việt Nam. Các bạn thấy điển hình là tất cả những nước cộng sản trên thế giới này đều làm kinh tế dở như hạch vậy đó. Không có một cái nước cộng sản nào trên cái quả đất này mà làm kinh tế được. Tại vì cái nền kinh tế của cái chế độ xã hội chủ nghĩa cộng sản là nó đi lấy công nông, thấy không? Nó lấy công nông làm gốc, nó đem những cái thằng đó, những cái con đó mà lên nó nắm chính quyền thì những người đó không phải là người chủ, những người đó không phải là một cái tinh hoa giỏi nhất ở trong một cái nước, cho nên nó khi mà đưa họ lên học cướp chính quyền hoặc họ làm bất cứ cái gì đó thì cái đất nước đó họ không biết làm kinh tế giỏi. Cái điều đó là 100% là sự thật. Các bạn thấy không? Chế độ cộng sản thì nó bắt buộc là nó phải dùng lên, thấy không? Nó cướp chính quyền. Nó nghĩ là nó cướp chính quyền xong á nó sẽ làm được tất cả mọi thứ, nhưng mà đầu óc của nó không có đủ trí thông minh. Thì tất nhiên là một ngày nào mà còn cái chế độ cộng sản thì chắc chắn với các bạn 100% từ Liên Xô nè, tất cả những nước Đông Âu nè, thấy không, cho tới Trung Quốc nè, cho tới Cuba, cho tới những cái nước nào cộng sản hoặc là đi theo đường hướng xã hội chủ nghĩa thì kinh tế đều coi như banh xà lông bông tay hết. Tại vì nó hoàn toàn sai lầm, thấy không? 100% á, mà công ty quốc doanh á mà do nhà nước quản lý á, thì chết 100%. Còn bây giờ á, nó chơi cái trò mà nửa nạt nửa mỡ á, có nghĩa là nhà nước quản lý phân nửa rồi bán cổ phần phân nửa, cũng giống như Việt Cộng bây giờ á, thì cái đó nó còn đã nữa. Thay vì quốc doanh á, thì 100% chết, bây giờ nó làm bộ nó cổ phần hóa, nó làm như nó tư nhân, nó tự tư nhân, nhưng mà cái đó nó chết mau. Đó là sao? Là tại vì nó làm như vậy á thì nó bắt đầu nó ăn hết, nó đi vay đi mượn được, xong rồi nó thọt vô nó ăn được, thì đó. Cho nên bây giờ các bạn thấy cái nền kinh tế của Việt Nam mình 100% là gãy đổ. Nó tệ hơn Cuba, nó tệ hơn Bắc Hàn. 100% là nó tệ hơn Cuba với Bắc Hàn. Tại vì Cuba với Bắc Hàn á nó đi theo cộng sản mà gọi là gọc, nó không có cái màn mà gọi là cổ phần bị bạ giống như màn Việt Cộng, không có chế ra cái con đường gọi là xã hội kinh tế thị trường mà đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nó không có chế ra cái trò đó. Cho nên tụi nó ăn với thục á, nó không có mạnh bạo mà nó ghê gớm, nó không ăn cho chết. Chết như bây giờ mấy cái thằng cộng sản nhà mình. Mấy thằng cộng sản nhà mình là nó đội cái lốt
nó cái máu là máu cộng sản, nhưng mà nó là bộ nó đổi cái lốt nó tư bản vô để gì, để nó ăn tỷ đô la được. Còn mấy thằng kia nghèo nghèo kiết xác, nghèo Bắc Hàn với lại Cuba đồ là nghèo nghèo kiết xác, cho nên nó chết ngắt luôn, các bạn thấy không? Cho nên cái thằng Trung Quốc á, cái thằng Việt Nam mà nó bỏ đít Trung Quốc, thằng Trung Quốc á, đi theo kinh tế thị trường, đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cho nên mấy thằng quan tham, các bạn thấy không, từ tổng bí thư cho tới chủ tịch nước, cho tới những thằng trong trung ương đảng, cho tới những thằng bí thư từ Trung Quốc tới Việt Cộng đều giống nhau, từ thằng này nó đi hủy đích thằng kia. Thằng kia các bạn thấy ông vô nhà quan lớn tao nó vàng bạc châu báu đầy nhà đầy cửa, coi như là biết bao nhiêu là tài sản của nhân dân, bắt đầu nó hút nó rút cho bằng hết, nó làm bộ mà, thay vì nó đi theo chế độ cộng sản mà nòi nọc như thằng cộng sản Cuba với thằng thằng Bắc Hàn thì nó ăn không được nhiều. Bây giờ nó làm bộ nó đi theo tư bản, nó làm bộ vậy đó để cho toàn dân không biết tưởng chứ nó thay đổi qua tư bản. Mà các bạn thấy không, mấy chục năm nó thay đổi rồi, nó có đi theo tư bản không? Không, không có, không bao giờ đó. Trên hiến pháp nó, trên hiến pháp nó vẫn còn để nguyên một cái câu là đảng lãnh đạo toàn xã hội, mà đảng là xuất thân từ giai cấp công nông, là lãnh đạo toàn xã hội, có nghĩa là trong cái hiến pháp nó đề ra tất cả mọi luật gì không cần biết, chỉ có một thằng cái điều số 4 của nó là nó ngồi hết lên trên đầu người ta thôi, thấy không? Bây giờ các bạn cứ đưa ra điều này luật kia, hiến pháp này hiến pháp nọ, mà cuối cùng sao, cái hiến pháp của Việt Cộng á, thì điều 4 nó quy định là sao, đảng lãnh đạo toàn xã hội, có nghĩa là bây giờ á, thằng viện kiểm sát á, rồi thằng tòa án á, thằng nào nó cũng nó nói công lý, nhưng mà rồi sao, chỉ cần thằng đảng nó alo cái một á, vô tù, thấy không? Alo cái một là không có tội, alo cái một là ra tội, nói chung là như vậy thôi. Nói chung là cái trò đó, cái trò chơi khốn nạn nhất của nó là nó nói cái gì nó cũng làm bộ như nó theo Tây phương, nhưng mà nó có một chữ một mà cuối cùng là sao, đảng lãnh đạo toàn xã hội đó, đảng kêu chết là chết, kêu sống là sống, thấy không? Muốn làm gì làm. Bây giờ cái công ty đó là mang tiếng của công ty nhà nước đi, bây giờ mà các bạn không thông qua thằng đảng á, thằng đảng mà không gật đầu á, đố có bất cứ một cái công ty nào của Việt Nam mà có thể làm bất cứ cái gì mà nếu không thằng đảng không chỉ huy. Các bạn muốn làm ăn cái gì, muốn làm cái trò gì phải thông qua thằng đảng, phải thông qua thằng đảng thì phải hối lộ cho nó, phải nạp tiền cho nó mới thông qua. Thì cái thằng đó nó sanh ra nó chỉ có ngồi không để nó lấy tiền người ta, rồi nó thông qua những cái trò xàm xí đú, thấy không? Các bạn thấy không? Cho nên nó là cái nước Việt Nam mình, nó cái nền kinh tế nó sẽ sụp đổ. Các bạn thấy rõ ràng là một cái nước Mỹ 100 người mà nó chỉ có một người làm cho chính quyền thôi, mà cái kinh tế của nó dân nó còn la sùm nữa, thì cái thằng Việt Cộng á là một 100 người mà nó mướn tới 14 người làm cho chính quyền. Hỏi bạn á, làm sao mà tiền nào mà chịu cho nổi, không có người nào mà chịu nổi một cái đám ăn hại mà nhiều kinh khủng như vậy trơn á. Nó làm càng ngu, nó ngu á, thì khi nó mướn vô á, nó mướn quá nhiều người các bạn, nó mướn quá nhiều người vậy thì lương á đâu có đủ mà phát. Các bạn thấy cái chính quyền Việt Nam không, nó mướn càng ngày càng nhiều, nó không có suy nghĩ làm sao mà hôm nay 10 người, ngày mai á, mình phải mua máy tính, mình phải mua cái gì đó để mình cắt gọn lại còn 9 người, ngày mai mình phải tiến lên mình cắt gọn còn 7 người, 5 người. Mỹ nó như vậy á, mỗi một ngày á, nó kiếm chuyện để nó cắt nhân viên để chi, để máy móc làm thì nhân viên nó bớt đi á, thì cái chính quyền nó mới đỡ nặng nề, nó con người á nó mới đỡ đỡ gọi là dân á, nó đỡ đóng thuế cho cái tiền trong xã hội á, nó mới dùng chuyện khác được. Các bạn thấy giống như hồi xưa thì thí dụ như một chiếc máy bay thì nó phải cần một phi công, hai phi công, cả chục phi công. Bây giờ nó sản xuất ra máy bay không người lái, có nghĩa là không còn thằng phi công cho nó nữa, có phải là nó tiết kiệm được không? Rồi bây giờ nó dùng robot nó ráp cái này nó làm nó kia, có nghĩa là càng ngày nó càng sử dụng ít con người đi thì cái chính quyền nó mới nhẹ, cái dân nó mới giàu, cái nước nó mới mạnh được, các bạn hiểu không? Chính quyền á, nó sanh ra nó chỉ quản lý luật pháp trong xã hội thôi, chứ chính quyền không phải sanh ra để cai trị dân. Không có chính quyền nào mà đi sanh ra mà cai trị dân mà dân có thể chịu nổi dân á, nó không giúp dân được thì thôi, bây giờ nó còn ăn hại dân nữa. À, các bạn thấy không, bây giờ dân mà cứ cần một cái gì đưa lên chính quyền kiếm cái một ăn tiền, thì có phải là chính quyền chẳng những không giúp dân mà còn rút máu ăn hết xương máu của dân không? Bây giờ các bạn đi tới 10 chỗ là chắc bạn phải hối lộ cho nó đủ 10 chỗ rồi, đâu có chỗ nào mà nó không hối lộ đâu. Bây giờ một thằng làm chính quyền, các bạn nhìn đi, bất cứ một cái người dư luận viên nào đi lên nói chuyện với các bạn, chắc bạn chỉ hỏi nó một câu thôi, bây giờ á, mày thề trước mặt tao, mày thề một câu á, là mày nói chuyện ra sự thật đi, mày đừng có nói láo. Nếu mà mày nói láo ba dòng ba họ mày á, không có ngày nào ngất đầu lên, mày chỉ hỏi mày một câu thôi. Bây giờ cái chính quyền Việt Nam mình 10 thằng làm trong chính quyền ăn hối lộ mấy thằng, bây giờ thằng công an á 10 thằng á, từ chó xanh chó vàng chó đỏ không cần biết, 10 thằng thì ăn hối lộ mấy thằng, chỉ hỏi nó nhiêu đó đủ rồi. Còn nếu mà nó nói sai á thì tự động là coi như là nó tàn mạng thôi, các bạn hiểu không? Như vậy thôi, đừng có nói quanh co, đừng có nói gì vấn đề lịch sử con mẹ gì, nói cho nó mất công tốn cái thời gian, không có được bổ ích gì hết. Các bạn thấy rõ không, coi như là xã hội bây giờ là toàn dân đều hiểu rõ là cái chính quyền rõ ràng là cái chính quyền á, sanh ra vừa ăn tiền của dân mà vừa ăn hại dân, vừa hút máu của dân. Cho nên cái nền kinh tế á,
nó không bao giờ tiến bộ được. Từ cái số tiền nó nuôi của chính quyền quá lớn mà chính quyền nó không có giúp được bất cứ cái gì cho dân, thì cái chính quyền đó chắc chắn nó chỉ dân đi một cái hướng bậy bạ, rồi nó chỉ suy nghĩ làm sao mà nó ăn tiền của dân nè, nó chỉ suy nghĩ ra vẽ ra những cái dự án này, nó xây ra những cái dự án khác, nó làm ra đủ thứ trò, nhưng mà rốt cuộc chỉ có một thứ duy nhất là sao? Nó lấy tiền. Mà nó lấy tiền thì sao? Nếu mà nó ở Việt Nam á thì chắc chắn á, với các bạn á, thì nó xây nhà bự thì mấy thằng khác á, nó nhìn nó sẽ chọn. Bây giờ phe của thằng Trọng á mà xây nhà bự á, thì phe của thằng kia nó sẽ chọt qua cho ở tù. Cho nên khi mà nó gom tiền được rồi thì sao? 100% là nó phải lấy cái tiền nó chuồn ra ngoại quốc. Tự nhiên sao? Bây giờ hỏi các bạn, bây giờ giống như mình là thủ tướng của Việt Nam đi, mọi lương một tháng của mình có 20 triệu và chưa tới 10.000 đô nữa, và bây giờ tự nhiên cái nhà mình bự như cái cung điện, giống như Nguyễn Tấn Dũng cái nhà nó như cung điện đó, rồi những cái thằng quan tham bí thư quận huyện thành phố tỉnh gì, nhà nó mua như cái cung điện. Nó thật với các bạn, nếu mà soi số tiền của nó đó, có thể nó mua được 10 cái, 20 cái, chứ không phải là 10 cái đâu. Cái nhà mà như cung điện nó có thể làm 10 cái được đó. Mình nói thật với các bạn, cái người quen mình biết nè, không có phải là cái gì ghê gớm lắm mà nó xây lần mấy chục cái được luôn đó. Nó giàu mà nó giàu trên xương máu người ta. Nhưng mà cái điều quan trọng sao? Nếu mà nó ngu á, mà nó ở lại mà nó làm ra dễ như tà lanh giống như Bầu Kiên á, giống thằng Bầu Kiên, cái thằng đầu bạc đó, nhỏ tuổi mà cái đầu trắng xác á, là tự với thằng đó, thằng vô tù là tại cái tội ngu. Ăn mà không chuồn đi, ăn mà không liếm mép, ăn mà bị đặt nó nổ, nghĩa là ăn cái thứ gọi là cấu kết với chính quyền, mà ăn hết tài sản của dân mà bị đặt lên nổ nó cho vô tù. Các bạn hiểu không? Nó ganh, nó ghét, nó chọt vô tù. Những cái người bên Việt Nam mà bây giờ vô tù là tại vì cái tội ngu. Còn những cái thằng mà nó ăn mà nó chuồn yên á, dân Việt Nam mình không biết. Nó chuồn hết đi qua ngoại quốc, các bạn biết tiền nó khủng khiếp, nó thật á. Những cái người mà Việt Kiều mà giống như là ở ngoại quốc, nó thiệt, nó đi làm cả đời không bằng nó búng cái ngón tay. Đâu phải là nó tài giỏi mà nó búng cái ngón tay mà nó có tiền đâu, nó có. Toàn là tiền ăn trộm, ăn cướp không. Thành ra một cái đất ở, một cái đất nước á, mà nó không phải giống như những cái nước xung quanh mình. Những cái đất nước xung quanh mình người ta coi tham nhũng á, là bắn bỏ liền. Bây giờ hay có tiền, một đất nước đang nghèo mà, cũng giống như Nam Hàn với Singapore, bây giờ người ta nói mà bây giờ mày mà vô làm chính quyền mà mày ăn hối lộ bắn bỏ luôn. Tại sao? Là khi mà bây giờ đất nước đang nghèo, không? Đất nước đang nghèo, mình công nhận là nước Việt Nam mình đang nghèo. Thì khi mà đang nghèo như vậy mà mướn những cái người vô mà phục vụ cho dân, mà xây dựng lại đất nước á, mà cố tình nó không, chẳng những không xây mà nó lấy chân nó đá, nó đạp như vậy á, thì chắc chắn là cái đất nước nó chỉ chết thôi. Thí dụ như bây giờ mình giải thích, bây giờ trong cái ngân khố của chính quyền Việt Nam mình có 100 triệu đô la đi, mà bây giờ nó thọt cái mỏ vô, nó ăn cắp, nó lấy 100 triệu đô la, nó lấy 20 triệu, 30 triệu, nó ăn cắp, hoặc là nó ăn 70 triệu đi, cái nước Việt Nam mình nó còn đỡ tàn mạc hơn. Là bây giờ nó làm bộ nó vẽ ra những cái dự án, đúng không? Cái những cái dự án bằng 100 tỷ, 1000 tỷ, 20 ngàn tỷ, nó vẽ ra, nó ăn xong mà nó phá luôn. Có nghĩa là bây giờ nó lấy tiền chẳng những ăn cắp thôi, bây giờ nó lấy tiền nó phá luôn nữa. Thì các bạn nhìn đi, ở trong gia đình của các bạn có những cái thằng mà ăn mà phá như vậy thì cái gia đình của các bạn nó như thế nào? Thì các bạn nhìn ra một cái nhìn rộng ra là cái thằng chính quyền á, là nó chỉ có phá nát thôi. Bây giờ trong nhà mình mà giờ có một thằng đó, nó không có làm bất cứ cái gì điều gì lợi cho cái gia đình này hết, mà nó tối ngày nó ăn, nó chơi, rồi nó phá, nó vẽ ra ba cái chuyện xăm xí đú nó phá, thì tất nhiên á là cái ngày phá sản nó sẽ tới thôi. Cái chuyện quá dễ nhìn mà, đâu có cái gì đâu khó, các bạn thấy rõ ràng là như vậy mà, nó quá dễ nhìn luôn, không có gì khó đó. Thành ra là 100% khỏi cần nhìn, chỉ cần nhắm con mắt lại cũng biết là cái nền kinh tế của cái chế độ cộng sản hoặc là xã hội chủ nghĩa là nó phải banh thôi à. Từ Liên Xô tới thằng Trung Quốc, cái thằng chó nào nó cũng đều giống nhau á. Thằng Trung Quốc có đạn tử nó ngon hả, vài bữa sập rầm chết mẹ nó luôn à. Nó không có sống được à. Bây giờ đất nước của nó nát bấy hết rồi, mạnh thằng nào thằng ấy ăn chạy. Trung Quốc nó cũng ăn tiền, nó đem qua Mỹ với mấy nước kia, các bạn thấy nó mua nhà mua đất, nó mua đến cái độ mà bây giờ tất cả các nước Tây phương bây giờ là nhà lên dù là tại vì mấy thằng đó khóc. Nó cứ lấy tiền rồi nó ăn cắp rồi nó cứ đi thôi, các bạn hiểu không? Cho nên là dân của mình là chắc chắn 100% mình thấy cái chuyện đó là mình phải hiểu được á. Không có cần nghe đảng nghe bác nói cái con mẹ gì hết, mình chỉ biết là ngày nào mà còn tồn tại chế độ cộng sản thôi, chủ nghĩa, thì chắc chắn 100% mà chỉ để bóc rác, thấy không? Bây giờ chưa bóc là tại vì nó sử dụng những cái mưu mô xảo quyệt lưu manh của nó, thấy không? Nó kêu người nước ngoài á, thấy không, gửi tiền về bằng mọi cách tất cả các thứ, rồi dân của mình nó thương yêu bà con gửi tiền về, cho nên nó còn dựa vô cái đó mà nó còn sống lắc qua ngày. Rồi nó có tiền á là nhờ cái mà đem đất á nó đưa cho ngoại quốc, rồi ngoại quốc đưa tiền cho nó sọt vô, nó còn sống được qua ngày. Nhưng mà nó cũng phải bởi hàng đó thôi, tại vì nó ăn mà nó ăn đâu phải là nó ăn một mà nó phá một đâu. Các bạn đã thấy rõ ràng là nó ăn mà nó ăn có nghĩa là nó ăn sạch tiệm luôn, nó ăn mà nó phá banh xà đông luôn. Thành ra bây giờ đó là nợ mà tới rồi đó, thì các bạn thấy sao? Thuế, trời ơi, thuế mà bây giờ thuế xăng mà thuế bảo vệ môi trường, trời ơi, nó ràng 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 ràng
hôm bữa nó đòi tăng lên từ 4.000 tới 8.000 là dân nghe muốn sập mất họng rồi. Bây giờ nó còn đòi là tăng lên nữa, mà tăng lên càng nhiều thì yêu nước càng dữ, các bạn thấy đã không? Đâu có một cái chính quyền nào mà tăng tăng thuế dân lên càng nhiều thì dân càng yêu nước dữ nữa chứ. Trời ơi là trời. Đó các bạn thấy là nó khủng khiếp, nó thuế nó tăng từ thuế này tới thuế kia, các bạn thấy là bắt đầu nó kiếm chuyện nó tăng, thấy không? Thuế nhà nó lên rồi, thuế xăng nó lên rồi, bắt đầu sao thuế nước ngọt, nó nói sao các bạn uống nước ngọt nhiều quá mập, nó phải đánh thuế cho các bạn và đỡ mập, cho các bạn gọn gọn lại cho đẹp trai một chút, thấy không? Nó đánh thuế thêm mỡ nữa cho các bạn ốm đi, tự các bạn bị hơi mập đó. Cho nên là bây giờ nó kiếm chuyện là nó đổ thừa đủ thứ. Hồi xưa là nó bán dầu được nhiều tiền, bây giờ nó bán dầu không được tiền, mà nó không có nói là nó không có, nó chơi điếm lắm, nó không có nói là hồi trước đó là tao ăn tham nhũng là một, và bây giờ tụi tao là cấu kết với nhau là ăn tham nhũng 10 phần, cho nên nước Việt Nam mình sập, bây giờ hết tiền rồi, lấy tiền lấy cái mạng tụi bay ra, cắt tụi bay mỗi đứa mớ lông, đúng không? Gặt tụi bay mớ lông dịch, rồi từ từ tụi bay mất máu, tụi bay rỉ máu, tụi bay chết mẹ tụi bay, thì thôi nó không nói. Bắt đầu nó dựng lên cái con đường cao tốc gì mà nó dựng lên, trời ơi chỗ nào cũng trả tiền hết trơn, mà không hiểu tại sao mà tiền của dân á, thấy không, bán dầu bán này bán kia cho thuê các thứ á, chính quyền á, thì bây giờ tiền ở đâu, nó tiền ở đâu mà tại sao không có lo cho dân đi, mà bây giờ tiền nó mất tiêu hết trơn vậy đó. Các bạn thấy báo đăng lên không, đầu tư ra nước ngoài ngu chích mẹ luôn à. Bây giờ hỏi các bạn nè, bây giờ các bạn á sở hữu công ty đó, các bạn đầu tư ra nước ngoài thì quả mai thì các bạn còn có lời. Các bạn cứ nghĩ trên cái trái đất này mà có cái thằng nào mà thằng công ty quốc doanh, cái thằng nào mà thằng công ty quốc doanh mà lấy cái tiền của dân mà đi đầu tư có lời không? Mình chỉ hỏi các bạn vậy thôi. Bây giờ các bạn đi làm cho công ty quốc doanh tháng nó phát các bạn có mấy triệu bạc à? Thằng nào khùng, thằng nào bị bại não mà đi làm cho công ty đó lời, các bạn nghĩ ra nó ăn nó còn không đủ mà liếm cái mỏ, nó ăn phở mỗi ngày nữa, không có đủ mà ăn cơm, nó ở đó bị làm lợi cho nhà nước nữa. Mà là nhà nước là thằng nào thằng khùng nào đi làm lợi cho nhà nước, thế là nó lấy tiền nó chỉ biết đốt thôi. Một ngày nào mà còn công ty quốc doanh, một ngày nào mà còn cái thằng nào mà nó gọi là thằng nhà nước, cái thằng đảng với thằng nhà nước mà còn mà nó còn chặt cái mỏ nó vô cái chỗ nào thì chắc chắn 100% là cái chỗ đó thúi thúi là banh, là chứ không có cách gì. Mình bảo đảm các bạn luôn, các bạn cứ hỏi tất cả những thằng mà dư luận viên, những thằng mà bưng bô cho chế độ, với là những thằng nào mà trong chính quyền đó đi ra, các bạn đấu khẩu với nó thử coi tất cả những thằng đó đi lên nó có làm lợi gì được cho đất nước Việt Nam hay không, có không, thằng nào công ty nào làm lợi cho đất nước Việt Nam nói đi đó. Bây giờ gia tài chỉ có hai thằng bia với mấy thằng thuốc lá, là chỉ là đầu độc dân chúng, là con chỉ bán bia mỗi ngày dụ cho dân uống cho cố họng, uống cho cố họng để nó bán bia được có lợi. Ai ngờ đâu giờ bán mẹ nó cho ngoại quốc, bán mẹ nó công ty hết ráo tiền rồi, hết ráo tiền giờ bán mẹ công ty bia cho ngoại quốc, bán cho ngoại quốc xong rồi bây giờ làm sao, hết mẹ tiền rồi bắt đầu kiếm chuyện lôi công ty bia Sapeco ra. Ô nào là hồi xưa mày thiếu thuế, ô hồi xưa mày chưa đóng đủ thuế, trời ơi nó bán cho người ta rồi, bây giờ bắt đầu nó kiếm chuyện người ta, các bạn thấy không? Thằng nào mà ngu ngu như con bò mới đi vô mua những cái gì mà có thằng gì cộng mua là nó chết, mua là chết. Tại vì hôm nay các bạn thấy không, nó làm bộ nó bán xong ngày mai nó kiếm chuyện các bạn, nó rút bắt đầu nó kiếm chuyện, nó rút, trời ơi riết banh mẹ công ty luôn. Các bạn thấy không, bản thân nó làm ăn đó là không xong rồi, mà khi mà nó bán với cho người ta rồi nó còn kiếm chuyện với người ta, nó kêu người ta thuế, thiếu cho nó thuế 4.000 tỷ đồng, các bạn thấy khủng khiếp không? Mày đặt cái công ty đó, mày đặt Sapeco là công ty cổ phần này nọ là các thứ, làm như là kinh tế thị trường ngon lắm, mẹ mày chỉ đút đầu chó vô mua, mẹ mua ba cổ phần nó xong giờ nó ỉa cho bãi trang cho hết luôn đó, đầu tư vô đi nó bán cho đã rồi giờ nó cào nó cấu nó hút mẹ hết tiền luôn đó. Có nhiều đó không, mà còn bao nhiêu mấy công ty kia lỗ sạch gạch luôn, lỗ sạch gạch luôn đó. Bây giờ đó các bạn nhìn đi, từ A tới Z, từ công ty bự tới công ty nhỏ, dễ ra rồi dễ rầm dễ rắn, nó ăn cho sạch mẹ công ty rồi. Bây giờ đó thằng 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 trọng lú là thằng Niễn rồi, cái con mẹ mà cho cá dồi ăn đó, rồi ngồi đó mà đi làm kinh tế, độ mấy thằng gọi là đi ngồi đó húp cức mắc lê ăn nhai cho no rồi nó dốc. Có thằng nào biết làm kinh tế con mẹ vậy đâu, đi qua Mỹ có thằng nào mà bí thư, có thằng nào mà làm kinh tế gì cộng mà đi qua Mỹ mà học được ở Mỹ cái con mẹ gì, đi qua Mỹ xong 1, 2, 3 vô quán ăn no cho đã, đi lên lát đi gác đánh bài kéo máy tiền xài như nước xong mà xích đích đi về, chứ mẹ có thằng nào mà làm kinh tế cái đéo gì đâu. Mà cái thằng nào mà đi làm kinh tế ở ở cái thiên đường xã hội chủ nghĩa đó, thằng đó bảo đảm với 100% các bạn luôn là chỉ có giục mẹ nó bỏ của chạy lấy người, không có thằng nào mà làm cái gì mà ở cái xứ gì cộng mình mà lời nổi hết trơn, nó thật với các bạn luôn. Mà cho nên nó là tóm lại, nó thẳng một câu là tóm lại đó, là trên cái thế giới này thằng một ngày nào mà còn cái thằng cộng sản, mà cái một cái ngày nào mà còn cái chữ xã hội chủ nghĩa là đừng bao giờ nói chuyện tốt, đừng bao giờ nói chuyện tốt. Bây giờ kêu kêu cái thằng khốn nạn nào mà bên chế độ nó lên nói một câu đi, lên nói một câu bây giờ làm sao mà đi theo cộng sản mà tốt,
làm sao Mỹ theo cái con đường kinh tế xã hội chủ nghĩa mà tốt, kêu nó đi đụng anh, kêu nó mà nó nói đúng quá đụng mà cả thế giới này lại nó chứng minh rõ ràng thấy là đâu mà chỉ có đi ăn mày thôi, không có thằng nào mà không đi ăn mày hết trơn. Các bạn thấy không, tại sao mà khi mà lúc mà nó còn cộng chế độ cộng sản là nó đi ăn mày hết ráo nguyên một cái nước luôn, mà bây giờ nó mở ra kinh tế thị trường một cái á, thì một số á, thành phần ăn cắp à, là gọi là tài phiệt cấu kết với là chính quyền ăn cắp cũng giống như những thằng tư bản á, ở Việt Nam mà với lại mà thằng Nga với thằng Trung Quốc là những thằng đó thọt cái mỏ vô ăn cắp tài nguyên quốc gia, ăn cắp cấu kết với chính quyền thì mới vào thôi, còn bao nhiêu dân là chỉ có chết thôi. Bây giờ các bạn cứ nhìn đi, một ngày nào đó thôi, mà chỉ cần một ngày nào đó rất đơn giản thôi, người Việt Nam mình mà không có tiền ngoại quốc gửi về bằng đồng tiền xương máu của tất cả ngoại kiều gửi về thì cái đất nước nó sập trong vòng nháy mắt, là sập ngay tức thì. Thì các bạn thấy rõ ràng là cái đất nước Việt Nam mình không có một cái con đường nào gọi là tốt, chứ chính quyền nó hoàn toàn nó không có làm bất cứ một cái gì gọi là tạo ra tài tiền tài của cải hết. Một đàn á thì chính quyền đi mượn tiền của ngân hàng tất cả mọi nơi trên trái đất này mượn, một đàn thì quyến rũ người ở nước ngoài gửi tiền về, còn cái nội lực của Việt Cộng mà nó đéo có làm cái gì mà có tiền hết trơn. Bây giờ các bạn cứ liệt kê vô đi, các bạn kêu những thằng sầm xí đú, thằng chính quyền, mấy thằng mà ăn tục nói khoe, mấy thằng lý luận giỏi á, kêu mày liệt cho ta 100 công ty của quốc doanh thì bao nhiêu phần trăm công ty đó làm ăn có lời, mày liệt cho tao coi lý do tại sao mà tụi mày làm ăn không có lời. 100 công ty bây giờ chỉ có 2-3 công ty là có lời thôi, còn bao nhiêu là sập tiệm, thì vậy thì tụi bay để cái công ty đó để làm cái gì, đúng không? Dẹp mẹ nó đi, cái gì hư cái gì thúi thì dẹp đi, còn cái chính quyền mà hư thúi thì dẹp, đúng không? Cái chuyện đơn giản nhất, hay cái gì mà hư thì sửa, thúi thì dẹp, cắt bỏ vậy thôi à. Mình không có nói đây là thằng nào là cái gì, mình không có làm chính trị, mà mình không có nói là vô chi tiết. Mình chỉ cần biết đó là ở cái nước Mỹ này với tất cả những nước Tây phương, cái gì mà ung thư, cái gì mà ung bú, cái gì mà thối tha là phải cắt bỏ ngay tức thì. Ta không cần biết mày là tư bản hay mày xã hội hay mày là theo cái đéo gì, không cần biết. Hãy thằng nào mà hãy mà hư là dẹp vậy thôi à, không có tranh luận là đi theo cái gì giờ không cần biết. Giờ trước mắt thằng nào hư dẹp, bây giờ mày làm được á, biến kêu thằng khác lên. Bây giờ trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa của mày cũng vậy nữa, bây giờ biến là đi chân là mà đưa người khác lên, mà phải đưa là phải đưa công khai minh bạch, thi thố tài năng, thấy không? Bây giờ vô chính quyền người nào làm chức gì, người nào làm chủ tịch công ty gì thì phải có sự cạnh tranh, phải có cái sự cạnh tranh trong cái cuộc sống. Người nào giỏi thì người đó được vô, mà hãy mà vô rồi cái mà vừa ăn hối lộ ra thì tống vô tù ngay tức thì. Thằng nào dở thì tống ra ngoài để cho người khác vô. Xứ Việt Nam mình hàng triệu người học cao hiểu rộng. Mình nói thật á, đối với một cái người ở Việt Nam á, hai cái người giờ giống nhau, mà một cái người ở Việt Nam với một cái người ở Mỹ á, các bạn thấy á, hai cái người đó đó mà cùng một, giống như mình đi với một cái người anh em mình sanh đôi đi, thí dụ vậy đó ha, và mình sống ở Mỹ á, thì tất nhiên á, cái đầu óc của mình nó sẽ nhẹ hơn là cái người sống ở Việt Nam, nếu mà hai người cùng sanh đôi nha. Tại vì cái người ở Việt Nam vừa phải lo đối phó với đảng, với nhà nước của Việt Nam mình, vừa phải học triết lý Mác Lê, vừa phải học tư tưởng của thằng súc vật Hồ Chí Minh đó, cho nên nó là cái đầu của họ rất là nặng nề, họ phải lo sợ đủ thứ chuyện, họ không có suy nghĩ một cái sáng kiến được. Trong khi mình sống bên đây, cái đầu óc mình nhẹ hơn, mình chưa bao giờ mình sợ thằng cảnh sát, mình chưa bao giờ sợ một thằng chính quyền. Ngay cả cái thằng cảnh sát ở chế nhà mình mà nó dặn nhạc lớn mà mình kêu nó đó mở nhỏ cho mình thôi mà nó không chịu mở, mình gọi thằng cảnh sát tới tóm đầu nó liền luôn, các bạn tin không? Mình gọi liền tức thì luôn á, mình kêu nó là dặn nhạc nhỏ giờ một cái, nó vẫn dặn nhạc lớn, mình gọi một cái thôi, một cú phone mình thôi, một bầy cảnh sát tới nó kêu thằng đó mày tắt liền cho tao. Tại sao? Là tại vì các bạn thấy á, ở bên cái xứ tự do, những cái xứ văn minh đó là chính quyền là đầy tớ của dân, không cần biết tao dựa theo luật pháp, tôi dựa theo luật pháp thôi, tôi không dựa theo bất cứ một cái gì hết, tôi không cần biết anh là cái quái gì mà anh làm không đúng luật, tôi gọi một phát là anh lên đường về quê ngoại thôi à. Đó, các bạn hiểu không? Cho nên đó là cái xứ Việt Cộng mình á, là nó không bao giờ nó làm như vậy. Cái xứ Việt Nam của mình là dân sống á, là muốn sống được phải quen, tôi quen người này làm ở chỗ này, ôi tôi quen, cái mở cái miệng ra đó các bạn, để cái người Việt Nam mình, từ cái người làm ăn cho tới bất cứ người dân á, họ rất là hãnh diện khi họ có một cái sự quen, các bạn hiểu không? Quen đó, lúc nào cũng là tôi quen người này, tôi quen biết người kia thì mới sống được. Còn nếu mà một cái xã hội mà không quen biết, không quen trên biết dưới đó, thì đéo có sống được. Cho nên cái người ta sống không phải bằng cái năng lực của người ta, mà người ta sống bằng sự quen biết bao che với nhau, thì cái xã hội đó không có bao giờ mà lên được, không bao giờ nó có một cái nền móng để mà tiến bộ được. Trong khi ở xứ Mỹ các bạn biết, không cần biết những cái người nào họ hình dáng, họ nhìn ra làm sao, họ diện mạo họ như thế nào, không cần biết, nghĩa là họ có tài là bảo đảm với các bạn là họ lên như diều gặp gió thôi. Các bạn để ý có những cái người mà đi học những cái người mà đi học ở bên Việt Nam,
À, thì bây giờ có học xong mà ra mà 5-10 bằng á, nó thật bây giờ không có quen biết, cũng chẳng cho nào mướn, mà giờ vô mướn vô phải hối lộ, mà hối lộ vô rồi cũng chẳng có làm đúng theo cái ngành của mình chọn, các bạn hiểu không? Họ không có làm theo cái ngành mình chọn được, cho nên nó là cũng vô dụng. Trong khi người Mỹ á, các bạn hỏi tất cả những người người ở đây đi, khi một người sinh viên mà đang học thôi, chưa có ra lấy cái bằng cấp thôi, là tất cả các hãng nó tới nó đã đặt hàng rồi. Ví dụ như mình nè, ví dụ như mình là người học giỏi ha, mình đang học thôi chưa có lấy cái bằng gì hết trơn, là cái mấy cái hãng kia nó khoái mình, nó thấy mình học cao quá, nó đến nó mời mình đi, trời ơi anh làm ơn về hãng của tôi làm được không. Tất cả những hãng kia nó tới nó mời gọi mình, nó nói bây giờ tôi cho anh ăn ngày 3 bữa không được không, tôi cho anh ngủ 1 tiếng được không, hãng kia nó nói tôi cho anh ngủ 2 tiếng được không. Đại khái là nó mời mình, nó cần mình cái độ mà nó dụ mình đi về hãng của nó làm. Có nghĩa là sự cạnh tranh công bằng, không có cần biết cái chuyện mày quen với ai. Ở Mỹ này không có quen, Mỹ này nó ghét nhất là cái chuyện mà người này quen, mà gọi là quen với biết là nó không có ưa. Tại vì cái người nào mà sống mà quen với biết đó, bảo đảm với các bạn là không bao giờ có cạnh tranh công bằng. Cái không trong một cái hãng xưởng đó, trong một cái chính quyền đó, hãy mà người quen, ai tôi quen người này, ở tôi quen người kia, anh đưa vô được không? Họ không làm gì được. Nếu mà làm như vậy đó, thì cái hãng xưởng nó không bao giờ cạnh tranh được. Tại sao? Tại vì mày đưa cái người vô, người quen vô, mà cái người quen đó đâu phải là cái người tài. Ta cần cái người tài, ta đâu có cần biết người đó trắng vàng đuôi què sức mãi, không cần biết, không cần biết, cái người đó chỉ cần biết làm sao làm được thôi à. Ở bên Mỹ này các bạn tin không, những cái người mà khiếm thị, cái người mà gọi là đuôi què sức mẻ mà người ta còn cho đi làm được, mà thấy què 2 cái chân đó, thì 2 cái tay còn làm việc được, nó vẫn chở đi làm. Các bạn tin không, 2 cái tay còn làm được nó vẫn chở đi làm, mà 2 cái tay mà bị rồi 2 cái chân làm được nó cũng cho làm. Có nghĩa là người ta khuyến khích tất cả mọi người đều thương yêu đùm bọc lẫn nhau, và khuyến khích không bao giờ mà người ta cảm thấy một cái người đó bị một cái gì đó mà họ khi dễ, không bao giờ. Các bạn cứ tưởng tượng, mình nói cho các bạn nghe là cái chuyện đơn giản nhất là một cái người ở gần nhà mình họ bị tàn tật, họ bị tàn tật có nghĩa là họ là một cái người tàn tật, thì đối với những cái xã hội Việt Nam hoặc là cái xã hội kém phát triển á, nó coi cái người tàn tật, cái người mà không làm việc á, họ coi như cùi như hủi, họ rất là khinh, họ nghĩ là những người đó là ăn hại trong xã hội, họ rất là khinh, họ đi qua họ chẳng buồn muốn nhìn, hoặc là nhìn thì cứ sợ người ta lấy ghẻ mình. Nhưng mà Mỹ không có vậy. Mỹ á, cái người tàn tật á, ở gần nhà mình á, các bạn tin không, cái con đường á, chỉ cần bạn xin nó giống như nhà mình, ví dụ nhà mình ha, có cái người mà bị tàn tật đi, tàn tật là coi như bất cứ cái lý do gì mà làm việc không được á, thì mình xin phép chính quyền, thì chính quyền nó sẽ cho mình á một cái thẻ để treo lên xe, là để cho mình đi tới bất cứ chỗ nào được, mình được ưu tiên đậu hạng nhất, có nghĩa là mình được ưu tiên đậu ở chỗ nơi người tàn tật, thấy không, người tàn tật. Rồi chính quyền nó còn ưu tiên thêm một chuyện nữa là mình xin chính quyền nó còn vẽ một cái vạch ở ngoài đường á các bạn, vẽ một cái vạch ở ngoài đường, giống như là ở ngoài đường ví dụ như là bình thường là màu trắng ha, bây giờ nó vẽ một cái vạch màu xanh, nó đề là handicap, là để cho người tàn tật đậu, có nghĩa là mình, cái gia đình của mình ví dụ như đậu ở ngay cái nhà của mình như đây, thì nó vẽ cái con đường ngay đó để cho mình đậu xe ngay đó luôn, nó còn ưu tiên cho mình được đậu xe ngay đó luôn. Các bạn thấy khủng khiếp như vậy, chẳng những người ta không khi dễ người tàn tật, không khi thì dễ những người thấp kém trong xã hội, mà người ta còn cố gắng bưng những người đó lên để cho người ta có một cái lòng tự tin, và một cái có nghĩa là người ta không bao giờ đè người đó xuống, người ta lúc nào cũng nâng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Cũng giống như một cái người mà bị bại liệt, một người cái bị gọi là tai biến mạch máu não, mà các bạn chù dập người ta là người ta nằm luôn, người ta chỉ có đợi tới ngày chết thôi, người ta thấy buồn, người ta nản, thì khi mà bạn nâng tinh thần người ta vậy thì người ta sẽ cố gắng mỗi ngày, ta bước thêm một bước một bước, thì người ta sẽ khỏe lại, thì người ta mới phục hồi cơ thể người ta lại được. Thì mình giải thích với các bạn là như vậy. Thì cái đời sống cái xứ Tây phương á với là cái xứ Việt cộng á, nó khác nhau hoàn toàn. Cái thằng Việt cộng á, các bạn thấy ở bên cái xứ Việt Nam mà hầu hết là cái người giàu là nó nhìn người người nghèo nó nhìn như chó ghẻ. Tại sao á? Nó không có đạo đức, nó không có đạo đức, tự nhiên nó làm giàu bằng không phải là xương máu của nó, cho nên nó không thấy khổ cực. Ví dụ bây giờ nó làm giàu bằng từ xương máu của nó, từ nhỏ nó lao động khổ cực, nó để dành từng đồng từng cắt để nó lên nó giàu, chứ không có ai trên đời này tự nhiên nằm mơ cái một ngày mai thấy Hồ Chí Minh cho tiền hết trơn, không bao giờ có. Không bao giờ có cái chuyện mà đảng cho bác cho đây. Cái thằng nào mà nó mở miệng ra nói đảng cho bác cho có nghĩa là thằng đó toàn ăn cắp ăn trộm không à. Đảng nào cho bác nào cho, đúng không? Bạn đéo có đảng, đéo có một đồng, bác cũng đéo có một xu nữa, đúng không? Bạn đảng cũng phải đi xin dép râu với nón cối là cũng cho của thằng Trung Quốc cho, chứ đéo có thằng đảng nào mà sản xuất là một đồng. Dân Việt Nam mình sai lầm là cái chỗ là lúc nào cũng nghĩ là đảng cho bác cho, mà không có nghĩ là mình cho đảng cho bác, chứ không phải là đảng cho bác cho. Làm đéo gì có chuyện đảng nào mà cho. Bây giờ hỏi hỏi họ bạn hỏi thử coi, nguyên cái nước Việt Nam hỏi thử, ê thằng đảng cộng sản Việt Nam mày làm đéo thì có tiền cho tao, mày nói đi, mày làm cái đéo gì? Tụi mày là 4 triệu mấy thằng đi vô văn phòng ngồi không, đéo có thằng nào ra mà làm ra 1 đồng hết, mà kêu đảng cho là cho cái nào, đúng không? Là bác cho hả? Bác chết thúi độ, mỗi mỗi một ngày phải ướp bác, phải tốn tiền cho bác nữa, bác nào mà cho, đúng không?
nó dốc không mà đi dẫn chứng đàng hoàng, đừng nghe tụi nó nói. Nó hỏi coi nó cho được cái gì, nó cho tàn mạt luôn, nó cho được tàn phế cái nước Việt Nam mà luôn á, thì cái đó là đúng. Đảng với bác cho tàn phế cái nước Việt Nam, cái đó là đúng. Tôi không làm đâu bất cứ một cái chuyện gì được, mà cứ nói dốc, nói là nói cái miệng không, mà bây giờ dẫn chứng ra coi có chỗ nào cho chỉ cho cái quần, đúng không? Làm gì có chuyện cho đâu mà cho dân mà tới tự chết tới bị thương á. Bây giờ giờ dẫn chứng coi tụi mày làm bất cứ một cái chuyện gì về vấn đề chính trị, tụi mày đi đúng hướng, đi đúng đường, chỗ nào gọi là tụi mày cho đâu, tụi mày chỉ tao coi coi. À, tụi bay đi mượn tiền có, tụi bay nói là nước Việt Nam mình nghèo khổ dữ lắm, mượn tiền có, rồi mượn về tụi bay xây đường ha, đúng có, hồi xưa cái đường nhỏ xíu bây giờ đường bự có, cái đó là dư luận viên nó nói có, nhưng mà dư luận viên nó đéo nói là mượn 100 triệu về nó ăn mẹ hết 70 triệu, còn 30 triệu cái đường á vừa tráng nhựa xong người ta bóc cái cục nhựa lên cái một vậy nè các bạn, bóc lên giống như cục xốp vậy đó, không dính luôn đó. Tụi nó làm ăn cái giọng điệu của nó là vậy đó, đường to lắm, đường to lắm, đường hay lắm. Ở đường nào mà của bác với đảng cho đó thì đường đó vừa tráng xong cái một bóc lên cái một tróc mẹ khỏi đường à, rồi nó tiền của ai, tiền của dân, đúng không? Thà là nó ăn cắp tiền mẹ nó đi đi còn đỡ tức hơn là lấy tiền của mình, rồi nó bỏ rồi nó tráng lên xong bóc lên cái đường đó, nó nứt liền như vậy thì cái đó còn tàn phế hơn, là nó tàn tệ hơn là khi chưa xây nữa. Cho nên những cái thằng dư luận viên đó nó thật đó các bạn nó động tới các bạn chửi trong mặt nó, các bạn đập cái đầu nó trả lời sao, toàn là những cái thằng ăn hại. Nó những cái thằng ăn hại, ăn phá tàn canh gió lạnh, ăn từ công ty, ăn tới đường, ăn tới không chỗ nào á, mà có ăn á, có cái chữ ăn mà kiếm tiền được á, thì thằng đảng với bác tài tình, mình bảo đảm với các bạn luôn, đéo có thằng nào mà suy nghĩ được ngày mai làm sao bán được cái thứ gì mà nó hay hơn thằng Mỹ, hoặc hay hơn thằng Thái Lan, mà hay hơn được nó. Tôi nói thiệt các bạn á, thằng đảng đó là thằng đó thiệt á, không bao giờ 4,5 triệu thằng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ suy nghĩ được một cái chuyện làm sao mà đi thắng được Thái Lan được một cái món gì. Trời ơi, cộng viên thun mà còn làm dở hơn Thái Lan, nó còn ốc làm đéo lại Thái Lan mà đi làm thắng được nó hả? Kế bên thôi, khỏi cần đi xa, khỏi đừng nói dí gì đi qua Singapore hơi xa rồi, kế bên cho nó chắc. Thái Lan đó có cái con mẹ gì đâu đó, kế bên thôi cho nó vui, đừng nói gì. Trời đất ơi đó, bây giờ cái dân Việt Nam mình thông minh hơn dân Campuchia không? Dân chỉ số cho thông minh hơn dân Lào biết bao nhiêu không? Mà giờ in không đầu người cổng sản phẩm bây giờ thua luôn mấy thằng đó luôn nữa. Đâu phải là dân Việt Nam mình ngu mà làm dở hơn nó đâu. Dân Việt Nam mình nó thiệt đi học ra bảo đảm khôn hơn dân Campuchia với là Lào hay gấp mình nói thẳng thật với các bạn, gấp 10 lần luôn á, nếu mà học về trình độ cao là khôn gấp 10 lần luôn á. Nhưng mà tại vì dưới sự chỉ đảng ngu sẩn, ngu nhất trên trái đất, ác nhất trên trái đất và tham nhất trên trái đất của thằng Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên những cái người khôn không bao giờ có cái cơ hội mà ngóc đầu lên được. Tại vì những cái người đó nó không có đưa vô chính quyền. Những cái người đó nó không đưa lên nắm làm tổng giám đốc công ty. Nó đưa những thằng xàm xí đú, con thằng A, con của thằng B, toàn là bí thư đảng ủy không à. Nó đưa những cái thằng mà ba đời là bần cố nông. Rồi nó mướn những thằng công an toàn là nó tra lý lịch ra toàn là ba đời cờ bần phố nông thì nó mới vô công an được. Các bạn hiểu không? Nó đảng không vậy, nó đảng mà nó tra lại ba đời vậy nè. Không có dính líu gì tới Mỹ ngụy, đéo có cái dính líu gì tới Mỹ ngụy các thứ á. Việt Nam Cộng hòa thì nó mới cho vô đảng. Vậy mà mình đéo hiểu tại sao mà con của thằng Nguyễn Tấn Dũng lại lấy được mà con Mỹ ngụy mới lạ chứ. Mình không biết là nó làm bằng giả rồi sao được, rồi giờ nó rồi nó mà cái thằng Hoàng rồi má là con của mà Việt Nam Cộng hòa nó cho lấy rồi con cái cưng nó cho lấy Việt Nam Cộng hòa luôn, là mình không biết nó quá phép làm sao cũng được, rồi đảng cũng cho qua luôn đó. Rồi không biết bây giờ nó lại cấu kết với cái đám Việt Nam Cộng hòa làm sao mà bây giờ nó ăn nó tuồn tiền đi Mỹ ráo luôn các bạn ha. Đó, thành ra là các bạn thấy, nếu mà các bạn nhìn như vậy thì các bạn đã thấy tổng thể rồi, các bạn khỏi cần đi vô chi tiết. Nếu mà các bạn mà đi vô chi tiết đó, thì các triệu thứ các bạn nói đâu có nổi đâu. Mình nói là mình nói ngay cái góc tồi tệ, cái góc mà không bao giờ mà cái nước Việt Nam mình có thể ngóc đầu lại. Các bạn nhìn vô cái góc rồi các bạn đủ thấy chết rồi. Có thằng Cuba thì đi ăn mài, thằng Bắc Hàn thì le lưỡi đi ăn rác, còn những thằng bắt đầu đang tiến lên thiên đường xã hội chủ nghĩa cỡ như Venezuela thì chỉ bóc bọc, đúng không? Còn thằng Trung Quốc thì thôi nát bấy rồi, khỏi nói nữa. Cái thằng Trung Quốc á, là hồi trước á, là người ta đó là lợi dụng nó, ăn trên xương máu nó 1,5 tỷ dân ngu đi làm mọi cho ngoại quốc. Cho nên mấy thằng Tây Phương nó mới khôn á, nó mới vẽ ra cho thằng nụ hay lúa đó coi. Ê mày, bây giờ mày giỏi lắm. Ê mày là mày là bây giờ là mày làm nền kinh tế phát triển ghê lắm. Bây giờ nền kinh tế của mày lớn thứ nhì trên thế giới. Trời ơi, nghe khoái đồ, mày hay lúa lên nghe đồ. Nghe Mỹ khen nó khoái lắm, nghe Đức Ý Nhật Mỹ nó hùa lại cho nó kêu trời ơi đồ mày hay lúa. Tự nhiên 1,5 tỷ dân mà bây giờ nó làm sao mà 20 năm mà bây giờ nó tiếp
nó tiến bộ thần tốc. Ô mẹ ơi, lúa rồi mà xây nhà lên, xây công trình lên to lên, cái gì cũng to lên. Nhưng mà sao vốn ngoại quốc, kỹ thuật ngoại quốc, đi mượn nợ ngoại quốc cho đã xong rồi, cái ô sao giờ thiếu nợ tới hai, nó thiếu nợ tới 200+% tổng sản phẩm quốc gia, đéo nói. Bây giờ nói bây giờ chính phủ Trung Quốc giàu lắm, bây giờ giàu nhất thế giới trong băng, bây giờ có 4.000 tỷ đô la, có 4.000 tỷ đô la thì la lên dữ lắm, mà trong khi thiếu người ta tới 10.000 tỷ. Thiếu ai? Thiếu Mỹ, thiếu Đức, Anh, Pháp, Đức, toàn làm thiếu mấy nhà giàu không à, ngon không? Đó mang khoái cái tiếng thơm để đi nẹt với lại mấy thằng ngu, mấy Việt Cộng nè, rồi mấy thằng bắt hàng, là mấy thằng đầu bò ốc trước kia, nó nghe nó khoái lắm, nó chùi ui anh hai Tập Cận Bình hay quá, 20 năm làm kinh tế để giành được 4.000 tỷ đô la, mà Tập Cận Bình nói tao có trong túi tới 4.000 tỷ đô la, nhưng mà đủ má cái vụ 10.000 tỷ đô la tao thiếu, đừng nói nha, đừng nói đủ cái gì cũ đó, đừng nói, đừng có nói với thiên hạ biết là tao là vẫn còn là thế giới thứ ba nha, đừng có nói tao vẫn còn đang đi mượn vay rồi mà của ngân hàng thế giới để xóa đói giảm nghèo, đừng nói nha. Còn mấy thằng đồ mà ăn cướp kia đồ má, mấy thằng bưng bô của đồ mà cho cộng sản á, đều đúng ha, hãy nói cho tụi nó biết tao có 4.000 tỷ nha, Mỹ thiếu tao tới 1.000 tỷ lần á, Mỹ nghèo ghê lắm á, trời ơi, Mỹ thiếu nợ ghê lắm á, Mỹ thiếu nợ tới xạo luôn á, Mỹ thiếu nợ đến cái độ mà bây giờ á, Mỹ mẹ cai trị cả thế giới luôn, Mỹ nào Mỹ mà nói thằng nào mà đéo nghe bị giọng vô đầu á, Mỹ cấm giận hết luôn á, Mỹ nghèo dễ sợ luôn á, đéo hiểu làm sao mà cái thằng nợ mà đi, ủa mà đi một cái thằng mà nợ nhiều như Mỹ mà bây giờ nói chuyện cả thế giới phải nghe, cả thế giới phải làm. Nó muốn cấm ai cấm, nó muốn cho ai ăn, nó muốn ban phước cho ai nó ban phước. Còn cái thằng quần què kia, thằng thiếu nợ, cái thằng mà giàu có đó, có 4.000 tỷ, ủa sao giờ nói đéo ai nghe, hỏi cái họng của chúng đắt rồi, giỏi quá, toàn là ảo không, đâu có mẹ gì đó, nghèo chết đi mẹ luôn, thấy không? Nó là một nè, Nga là hai nè, rồi mấy nước xã hội chủ nghĩa anh em á, đụng ma mốt nó nút lưỡi nhau mà chết, nó mới mốt nút lưỡi nhau mà chết nguyên một đám luôn, nó phải càng nhìn đi, đéo có tiền nó dốc không à. Đó, bây giờ mình chỉ nói các bạn là về vấn đề kinh tế Việt Nam á, là tóm lại á, là từ A tới Z đó, các bạn coi á, là cái chính quyền là cái quan trọng nhất. Chính quyền là cái người lãnh đạo, mà khi mà cái người lãnh đạo mà ngu dốt mà đi phá tan quan đất nước vậy á, thì tất cả toàn dân á, mà một ngày nào mà còn chứa cái chính quyền đó thì chắc chắn là phải đi ăn mày thôi. Một á, là họ nhát á, thì họ chuồn đi ngoại quốc, hay họ làm này làm kia. Hai á, thì họ là bằng một cách á, là họ nhát quá thì họ không dám biểu tình, họ không dám lật đổ. Một là họ kiếm đường thì cho con cho cái đi ngoại quốc. Hai là họ ở đó là họ nín lại thì chắc chắn là phải chết rồi. Bây giờ là chết rồi, bây giờ là chết thiệt rồi. Bây giờ là thấy coi như là nợ đã tới rồi, nợ đã tới sát nút rồi. Bây giờ mượn 20 năm thì nợ phải tới rồi. Bán công cổ phiếu thì 10 năm, bán công cổ phiếu 10 năm thì 10 năm phải trả nợ thôi, trả gốc trả lãi rồi. Mà đô la đéo có thì coi như là đi về quê mẹ. Các bạn hiểu không? Mãi một ngày nào đó mà tới ngày nó nguy hiểm là cái chỗ mà khi mình nợ mà tới đó, mà không có tiền trả đó, thì phải khai phá sản, các bạn hiểu không? Giống như bây giờ mình nè, mình mua một chiếc xe hơi trị giá 30.000 đô, mỗi tháng mình trả 500 đô la, thí dụ vậy đi ha. Mà bây giờ tự nhiên tới cái ngày mai cái một mình ký cái tiền lời, mình ký cái tiền mình trả cho nó, mình không có tiền sao các bạn? Thì cái chuyện gì xảy ra? Thì tất nhiên là mình sẽ bị phạt, thấy không? Mình không có trả tiền thì mình bị phạt. Còn nếu mà sau khi mà mình không có trả tiền và phạt nữa đó, tiền sao nó tịch thu. Nó tịch thu xe mình lại, nó cho mình vô điểm tín dụng xấu. Rồi khi mà mình đi mà đã mang cái tín dụng xấu rồi á, thì coi như tàn mạc, coi như là trên thế giới này không có ma nào cho mượn tiền nữa. Nó nhìn mình như chó ghẻ rồi, nó biết thằng này là uống bia ôm rồi ngồi húp gái rồi nọ, đầu óc càng ngày càng ngu si dốt nát. Nó đâu có cho mình được mượn tiền nữa đâu. Nó biết mình đi mượn tiền giờ là chỉ có đồ mà xây bê tông cốt tre, rồi bê tông cốt xốp, rồi đồ mẹ là ba xạ ba xí, rồi sầm xí đú, đồ mà lú gì miễn chia nhau, mỗi thằng phe đồ có đốt cho sạch thì chứ làm được cứt gì. Ngồi đó mà học ní nịnh đó, rồi bắt đầu chia ra cho mấy chục ngàn vừa du luyện viên chó điên AK-47 vào đi bắn chỗ này xẹp chỗ kia, không đi qua bên ở nước khác đồ luồn qua đồ mới lấy tiền là mua đầu này đầu nọ, đi qua bên châu Âu rồi bắt Trịnh Thương Thanh về rồi làm ngon lắm, thụ mẹ ai ngờ đâu ngon đâu chưa thấy đụng bây giờ sập tiệm luôn, mới bắt được có một thằng thôi. Bây giờ nền kinh tế coi như nó cấm giận cho nền kinh tế là chỉ có đồ đi móc rác mà ăn thôi đó, vậy đó cho các bạn biết. Đó, bây giờ đó là nói tóm lại là cái nền kinh tế Việt Nam mình là coi như xong hàng, thấy không? Cái nền kinh tế Việt Nam mình là xong hàng rồi, còn cái nền chính trị Việt Nam mình đó thì bây giờ đi bóc cướp ăn, là tại vì bây giờ đi theo thằng Tàu. Lý do tại sao mà đi theo thằng Tàu? Đâu phải là tự nhiên đi theo thằng Tàu đâu, các bạn phải nhìn kỹ những gì mà thằng cộng sản làm, các bạn nhìn thấy thì đừng nói vậy chứ. Tại sao mà trước khi á nó theo thằng Tàu á, trước khi nó theo thằng Tập Cận Bình mạnh mẽ đó, các bạn để ý từ năm trước năm 2008, thấy không? Tới đó năm 2010 á là cái nền kinh tế Việt Nam mình nó sụp đổ. Thấy không? Cái năm 2008 á là kinh tế toàn cầu là suy thoái, là vì vấn đề địa ốc ở toàn cầu nó xuống, thì cái thằng Việt Cộng nó không có tiền.
nó không có tiền, các bạn hiểu không? Ở nước Mỹ này với lại mấy nước khác đó, trong cái ngân hàng của người ta nó có một cái số tiền khổng lồ khủng khiếp lắm. Thì khi mà cái giống như mình giải thích các bạn nghe là, ví dụ bây giờ kinh tế lên, thấy không? Kinh tế Mỹ lên lên thì mỗi một cái nhà vậy, thay vì hồi xưa 200 ngàn đô bây giờ nó lên 500 ngàn đô, thì người ta đóng thuế cho cái nhà đó nhiều, thì chính phủ Mỹ nó lấy cái tiền đó, nó chứa vô một cái chỗ gọi là cái chỗ dự trữ, các bạn hiểu không? Nó quá nhiều tiền lên, tự giá nhà lên, giá đất lên, thì đóng dân đóng thuế mua bán được, đóng thuế cho nó nhiều, thì nó lấy cái tiền đó, nó bỏ vô một cái bọc dự trữ. Những cái nước mà văn minh nó hay lắm, nó lấy cái tiền đó, nó bỏ vô một cái bọc dự trữ, nó biết là cái bong bóng đó, khi mà lên cái gì, bất cứ cái gì lên á, nó phải nổ. Các bạn em lên quá thì sao, mà người ta mua không nổi, người ta trả tiền không nổi, nó phải nổ. Thì bao giờ cái ngân hàng, cái chính phủ Mỹ đó, nó cũng đều tính xa 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 xa, nó đặt ra trường hợp bây giờ khi mà bể bể kinh tế như vậy đó, thì tiền đâu cứu. Các bạn hiểu không? Nó sẽ đặt ra 10 năm tới, 20 năm tới, trường hợp xấu nhất bây giờ bể ngân hàng tiền cứu bằng cái gì, nó đặt ra hết. Còn thằng Việt Cộng nó không bao giờ làm vậy, nó chỉ ăn ngày mai, hôm nay là ngày mai, nó đéo có cần biết, sống chết mặc bay tiền phải bỏ túi, các bạn hiểu. Cho nên cái trong cái kho dự trữ của thằng Việt Cộng nó không có tiền. Bây giờ toàn dân cả gần cả 100 triệu dân chỉ có 50 tỷ đô la tiền dự trữ, thôi làm cái đéo gì mà cứu nổi cái kinh tế Việt Nam. Trong khi Mỹ á, mà cái kỳ suy thoái đó không á, nó bỏ ra 10.000 tỷ để nó cứu cả nước Mỹ và cả thế giới luôn. Tiền ở đâu ra? Tiền nó để dành, lúc nào nó cũng để dành trong cái kho của nó vô số, nhiều vô số tiền, để chi? Nó để đó. Nhưng mà lỡ có bất cứ một cái chuyện gì, ngân hàng nào sạch nó cứu, kinh tế nào gãy chỗ nào nó cứu chỗ đó, nó có thể cứu hết cả cái thế giới được luôn. Tại vì nó biết hết, nó biết là cái gì lên thì nó phải có xuống, không có cái gì lên hoài đó, lên là phải xuống, xuống lại lên, từ chứng khoán tới địa ốc, bất cứ cái gì cũng vậy, lên thì phải có xuống. Cho nên cái ngân hàng của Mỹ á, nó điều tiết rất là hay, khi mà kinh tế mà phát triển lẹ quá đó, nó không có cho. Kinh tế Mỹ mà phát triển 3% một năm là nó kêu quá nóng, nóng quá nó chịu không được, nó phải kéo xuống. Còn gì cậu ngu lắm, ô năm nay á, phấn đấu làm sao mà phát triển 7%, 8%, thằng Trung Quốc ngon lắm, phát triển 10%, trời ơi, đụ mà mày hay dữ, kinh tế của tụi bay là mấy kinh tế ăn cứt. Mới đi nói là một cái năm á, một năm nay mà phát triển lớn hơn năm trước 10%, mà cái đó là mấy thằng đầu cò ngu, mấy thằng ở dưới ruộng mà lên làm kinh tế nó không biết. Trời ơi, đi làm kinh tế và phát triển nóng chứ, đó là đụng đi ăn mài đó các bạn, đi ăn mài á, đi bất cứ trộm xà lách mà ăn á. Các bạn là hỏi bất cứ một nhà kinh tế nào thử coi coi, có một cái nền kinh tế nào mà phát triển 10% một năm mà sống nổi không? Các bạn coi đi, nó bể một cái bùm rồi mới chết sạch luôn, chết sạch luôn. Đâu có một cái ai mà đi phát triển kinh tế mà phát triển cái kiểu đó, phát triển kiểu đó gọi là chạy, mà chạy không có chạy marathon. Làm kinh tế là phải chạy marathon, từ 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 tăng tốc chứ đâu mẹ làm kinh tế đéo gì mà chạy 100 thước hả? Chạy cái dù xong đứng tim chết hả? Có thằng nào mà trên cái đất này có cái con vật gì, có một cái gì mà chạy mà cho nóng mà chạy được lâu không? Cái xe cũng vậy nữa, nhấn ga mà nhấn cho mạnh một cái mổ trái mẹ xe luôn à. Cái xe nào bất cứ cái món gì trên cái đất này cũng phải đi từ 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 tăng tốc lên, không bao giờ mà đi lẹ được. Cái điều đó là mình học ở Mỹ mấy chục năm nay mình để ý rồi. Một ngày nào mà kinh tế Mỹ mà chỉ cần phát triển mạnh cái một ngân hàng dự trữ á, nó tăng lãi suất lên liền, nó tăng lãi suất lên để chi? Để nền kinh tế nó phải giảm nhiệt, nó phải nguội lại bớt. Trời ơi, nước Mỹ này nó thiệt, các bạn muốn nó phát triển bao nhiêu phần trăm không được, nó bỏ tiền một cái ào cái một, nó làm giá nhà giá đất lên du 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 mấy chục phần trăm cũng được, nhưng mà không có làm gì được, làm gì là dân đi ăn mày chết sạch, không có người nào sống nổi chứ đó. Cho nên cái nền kinh tế các bạn chỉ nhìn thôi, các bạn đã biết rồi, những nền kinh tế Đức, Ý, Nhật, Mỹ, Đức, Ý, Nhật, mà 7 nước công nghiệp trên thế giới nắm đầu cả thế giới này, giỏi tài giỏi nhất thế giới, các bạn nhìn vô tấm gương đó đây, có thằng nào mà phải phát triển 50% không? Có không? Có thằng nào mà phát triển 5-7% không? Đi ăn mày á, các bạn hiểu không? Người ta giàu nhất, người ta khôn nhất, người ta còn chưa có mà cái nền kinh tế, người ta đẻ cái nền kinh tế thế giới ra mà người ta còn chưa có phát triển mẹ năm một năm 5% nữa, mấy Việt Cộng mày ngu mới ăn cứt ngu chết mẹ. Mẹ năm nay là cứ mày cứ phóng ra rồi mà làm cho cố vô, rồi cái nền kinh tế phát triển không được, thế là đảng nhà nước khôn lắm, rồi bỏ tiền cho mua đất xây nhà xây lên, làm sao mà cứ năm nay là phải phát triển hơn năm trước 7-8% mới được, còn không được nhà đảng nhà nước khôn lắm, bỏ tiền vô để cho chứng khoán lên lên hay quá đó, bây giờ để bóc cứt ăn hết khôn quá à. Đẩy chứng khoán lên cho cố lên, hồi đó nó 10.000 giờ đủ đảng nhà nước tham gia đủ mua chứng khoán. Ôi, ở bên Mỹ này có thằng đảng cái nhà nước nào mà thằng chính phủ nào mà lấy tiền của dân mua chứng khoán không? Mấy thằng đội quần, chỉ có thằng đội quần Việt Cộng mấy thằng khùng kia hương thông nhà nước mà tham dự vô đi mua chứng khoán, có thằng nào không? Mình hỏi các bạn trên cái đất này có thằng tư bản nào mà đâu mà đi chi lấy tiền của dân mua chứng khoán không? Chỉ có đội quần thôi, mấy cái dân Việt Nam đéo có biết là kinh tế là gì để cho đảng nhà nước lấy tiền mình đi mua chứng khoán. Trời đất ơi, chứng khoán là cung cầu, thằng nào nó muốn mua nó muốn làm gì là dân nó làm thôi, chứ có thằng đảng nhà nước nào đi lấy tiền dân đi quánh bài không? Các bạn biết mà, đi chơi chứng khoán là quánh bài,
Nhà, cái chính quyền Việt Nam mà đi lấy chứng khoán mà đi đánh bài, hôm nay bỏ vô 1.000 tỷ là cái mất riết, mất tiêu rồi, mất tiền của dân hết rồi, mai dân nó đéo có tiền đi vô bệnh viện mà mẹ chăm sóc người già có con nít ăn làm đéo có, nó quánh bài ráo rồi. Các bạn hiểu không? Chứng khoán xuống quá cái chính quyền nó mới sợ sập tiệm, mới chính quyền bỏ vô 10.000 tỷ nó lập ra cái công ty, nó chính quyền Việt Cộng nó lập ra cái công ty chứng khoán, rồi chứng khoán của gì gì chính phủ nó mới ghê chứ, công ty quản lý tiền để đi chơi chứng khoán. Nó trời ơi trời ơi, chưa từng thấy trên cái trái đất này cái công mẹ cái chứng khoán của một cái nền kinh tế là nó tùy theo là kinh tế là cung với cầu. Hãy công ty nào mà làm ăn có lãi thì trên chứng khoán nó lên nó có giá cao, công ty nào mà làm ăn sầm xí đú mẹ cho nó chết mẹ nó luôn, cho nó chết luôn, nó phá sản. Thằng nào khôn á lên làm được lời thì chứng khoán lên cao, còn gì cộng không chứng khoán mà xuống hả, bỏ tiền vô mua một cái để cho lên, tại vì nó lỗ nữa thì chính chính quyền cứ việc bỏ tiền vô để chi, để làm giả làm láo như con thằng đó, làm đéo có làm mà cái gì tiền không có gì hết, rồi cứ nâng nó lên thôi để chi, để cho kinh tế đừng có sập, để chúng ta nhìn vô nó việc gì cộng giỏi lắm. Giống như thằng Hoàng Anh Gia Lai đó, mẹ làm ăn sao riết rồi giờ kêu báo thị trường chứng khoán kêu báo cáo của mày lời lỗ là cứ cục không có báo cáo, tại sao lỗ chết mỹ mẹ rồi đâu dám báo cáo đâu, báo cáo rằng cái mỏ nói đu má mày làm ăn như cứt vậy, nó bán ra hết cho một công ty sập luôn. Cho nên ba xạo ba sự bắt đầu kêu mấy thằng kế toán kêu thủ quỹ đụng ông quá bùa quá phép không, rồi ghi vô đồ ba chi đầu này chi đầu kia làm sao mà cho ngon, là để rút cuộc á là quầy vốn hoặc là lời chút luôn, mẹ nó xạo nó sổ sách đó, nó ăn gian. Chứ còn nếu mà nó thật với các bạn mà nó giống như ở ngoại quốc mà nó có công ty kiểm toán hả, đụng nó sạch cả đám luôn á. Công ty đó mời công ty kiểm toán của Anh rồi với của Mỹ vô thử kiểm toán mà chủ mấy Việt Cộng này bảo đảm là 100 thằng chết mẹ hết, 99 thằng này nếu còn thằng nào sống luôn, toàn là thú quắc à. Nhưng mà nó làm bộ nó quá vùa quá phép, nó xạo sự thôi, chứ mà thằng nào mà có cái công ty quốc doanh nó là bảo đảm thú quắc luôn, chết ngắt luôn à, các bạn hiểu không? Cho nên nó tụi nó sống mà tụi nó giả dối, từ trong chính quyền tới làm ăn tụi nó bất cứ cái gì nó cũng đều giả dối hết. Cho nên khi sao, khi mà cái một thúi mà nó ốm là lâu ngày quá thì sao mở ra cái một, thì cái một ghẻ đó là coi như banh thờ lông thôi các bạn, chết ngắt rồi, các bạn thấy đúng không? Khi mà nó mở ra cái, các bạn cứ nghĩ là những cái nước Tây phương mà giỏi giang như vậy á, mà nó làm ăn mà chỉ cần mà nó chệch một chút xíu là công ty nó phá sản liền, thì làm sao mà cái thằng Việt Cộng mà trên đời này mà cái thằng Việt Cộng có thể mà làm ăn có lời được? Người ta tư bản gặp người ta giỏi kinh khủng như vậy mà nó vẫn phá sản, làm ăn không được là phá sản, cạnh tranh không lợi người ta cũng là phá sản nữa. Còn đằng này dưới sự lãnh đạo ngu dốt của những thằng đầu bò ốc cứt mà bây giờ mà đã làm không lợi người ta rồi còn khai gian khai dối nó, từ nhà băng tới công ty tất cả mọi thứ đều là láo toét, thì các bạn nghĩ cho cái sự láo đó tồn tại được tới bao lâu, thấy không? Khi mà nó đã ra một cái sự thật rồi là chết từ trên xuống dưới, chết sạch luôn. Các bạn thấy không, điển hình là ba cái ngân hàng nó mua không đồng, các bạn thấy rõ ràng rồi, thấy không? Ba ngân hàng nó đâu có lên nó nói là ba ngân hàng này á, là tiền dân gọi gửi vô rồi mấy thằng giám đốc phó giám đốc rồi mấy thằng chi nhánh nó lấy tiền nó quánh bài nó cá độ đá banh rồi nó đem tiền qua Mỹ rồi Pháp Anh Pháp Đức nó đi nó ăn nó chuồn đi hết ráo rồi, giờ cái ngân hàng đéo còn tiền, nó đâu có nói đâu, nó đâu có nói các bạn đâu. Nếu mà nó nói rõ ràng nó một cái thôi nguyên cái hệ thống ngân hàng sập hết ráo luôn. Cho nên tụi nó sống lúc nào tụi nó cũng phải dối trá xạo sự liên tục, dối trá liên tục xạo sự để được tồn tại. Cho nên hôm bữa mình cái livestream vừa rồi của mình có một cái anh chàng nó vô coi có vẻ cũng trí thức lắm, ổng nói mình biết người của đảng đàng hoàng á, nhưng mà thành phần cũng trí thức, nói mình câu sao nói có những sự thật và không cái sự thật thì không nên nói trước đám đông đó. Ông nói một cái câu á là sự thật thì không được nói trước đám đông đó, có nghĩa là đảng với là bác chỉ có đi ra trước đám đông là chỉ nói láo thôi à, chứ còn nói sự thật là đủ mới chết ngắt à. Các bạn nhìn đi, bây giờ từ A tới Z tất cả mọi thứ hàng đảng và hàng bác nào mà nói ra đó mà để cho dân tự do phát biểu ý kiến mà đừng bỏ tù, nó thiệt các bạn là bác với đảng là chỉ được bốc kích thôi à. Nó nhét đầu bác với đảng vô rồi mà cái toilet nó giật liền đó. Thì nếu mà cho toàn dân Việt Nam mà lên mà nói chuyện giống như mình ở Mỹ, nói muốn nói gì nói, tự do phát biểu ý kiến đi, ok ông thầy nè bà cô nè nói là đảng quang vinh là đảng muôn năm là đảng cho là bác cho nè, bây giờ để cho học sinh thử nó trả lời thử một cái coi thì đi trốn luôn, thầy nào cô nào nói được, chính quyền nào mở họng nói được, nếu mà cho dân nói đàng hoàng đi, ai ngờ đâu mẹ cái đéo gì đó cũng bắt dân nghe hết đó, mà dân mà chống cự lại cho nó nói xấu chính quyền bỏ tù, mày chống chế độ bỏ tù, mày nói xấu chính quyền sắp sửa sập mày nói xấu để cho sập hay làm gì, bỏ tù mày luôn, chỉ chơi cái trò đó thôi. Còn nếu mà cái ở một cái đất nước cộng sản như là xã hội chủ nghĩa đó, nó không có cái sự thật, các bạn thấy không? Một cái sự thật đó, nó không sống được ở trong cái chế độ của cộng sản của mình, là tự vì cái chế độ đó chế độ dối trá, những cái người sống trong đó cho dù có lương thiện cái mấy á, họ cũng phải sống theo những cái sự dối trá, họ họ không có cách gì mà họ sống mà theo một cái
cái sự lương thiện mà nói sự thật được. Tại vì nếu mà nói ra thì sao? Chết ngắt. Thấy bây giờ trong một cái xã hội bây giờ hãy mà nói thật ra cái thì tự động chết thôi. Đâu có thể nào mà tồn tại được các bạn. Đâu có tồn tại được cái sự mà cái sự thật mà trong cái xã hội mình được. Cho nên bây giờ mình nhiều khi mình nói với chính trị, những cái người xung quanh mình nói về bác nữa, nói về đảng á, người ta nghe người ta biết á, đúng thiệt, nhưng mà người ta cứ lắc đầu quậy quậy, người ta sợ nói sự thật. Tự nhiên sao nói sự thật thì sao? Vô tù. Còn nói dốc thì sao? Đảng cưng bác cưng. Tự nhiên mày giỏi á, mày đi theo đường lối của bác với đảng đúng á, lý luận hay á, nó dốc, nó xạo. Cỡ như vậy đảng như lân rồi mấy thằng què kia là nụ má nó dốc có bằng cấp không á. Đó cái loại đó đảng cưng hết sức á. Đảng cưng nhiều lắm. Mà cái thứ đó là bảo đảm là gặp 8 bộ sao là chạy tụt quần luôn. Chạy tụt quần luôn. Không bao giờ dám đứng lại nhìn. Bảo đảm luôn. Dám lên không? Bác đảng tử mời cho con thằng nào dám lên nói chuyện mà nó. Sức máy dám. Thấy nó hơn cái một chạy mẹ tụt quần luôn. Kêu hồi xưa ba que sổ lá rồi chạy chạy tụt quần. Chứ giờ mình thấy mình đó chạy tụt quần. Chỉ có nhắm nhắm vào mấy người nào mà không biết gì. Rồi tầm xàm ba láp rồi mẹ lên. Rồi còn ba mà vua mỏ vua mồm rồi các thứ. Rồi lên là gặp anh Minh Đi Trương rồi bị đặt sổ xạo được, khi mày thấy người ta không gì Nam sao mà nói ổn Minh Đi Tư không có gì Nam không biết, lên đây hỏi mình đó. Mình gì Nam mà vài chục lần thôi, đâu có nhiều đâu. Từ trong răng trong tóc đó, mình biết thứ quắc chỗ nào luôn đó. Đừng nói nó dốc nó xạo, ai mà bị đặt lên mà nó dốc kiểu đó ai mà không biết. Thì đó là thì đó là nói về cái thằng Việt Cộng, phải không? Cái thằng Việt Cộng á, thì hiện bây giờ là cái thằng Việt Cộng là bây giờ nó là như vậy đó. Cái đất nước Việt Nam mình bây giờ là tan quan sợ tàn canh xí quách là tự do cái đằng Việt Cộng nó ăn hại. Bây giờ nó không có tiền, thì khi mà nó không có tiền thì sao? Thì không có tiền á thì giống như Nga Xô hồi xưa, giống như Liên Xô, không có tiền thì tự chết. Có nghĩa là cái đảng cộng sản mà khi mà nó không có tiền á thì nó tự nhiên á nó hết tiền phát lương cho công nhân, cho mấy thằng đảng viên. Nó không có tiền phát cho mấy thằng chính quyền nữa thì sao? Thì mấy thằng đó nó không còn cái lợi ích nữa thì nó đâu có bưng đảng lên nữa. Không cho nó ăn mà chó mà không cho nó ăn thì làm sao mà nó quẩy đuôi nó liếm. Thế là không cho nó ăn thì nó nhe ra nó cắn vậy thôi. Không cho nó ăn thì nó cắn thì sao? Thì bể đảng sập tiệm. Bây giờ muốn á đảng mà không sập tiệm thì phải làm sao? Là phải đi dây ngoại quốc. Mà bây giờ đi dây những nước Tây phương thì nó nói mày đủ mà xây bê tông cút tre, mày xây bê tông cút xốp thì mày đừng có mượn của tao, thì đâu có nào cho mượn. Thì bây giờ đi qua rồi mới thằng cặp cận bả đó là tao với mày là môi hở răng lạnh hồi xưa, cùng một đường hướng, cùng thờ Mác Lê, cùng ăn cứt giống nhau. Thành ra bây giờ mày sắp chết, tao cứu mày, để cho tao mày ôm nhau coi sống được ngày nào hay ngày đó. Còn đảng còn mình, nếu không hay còn đảng thì còn mình, mà đâu mới đéo còn đảng thì chết đi mẹ tụi mày. Tụi mày ngu quá, đâu có làm được cái đéo gì để đi bán được mà ăn đâu, mà không còn đảng còn mình. Nghe không? Người ta sống, người ta có trí to thông minh tí tệ, người ta còn có ăn có uống được, còn mấy thằng bay đủ mà chỉ ngồi ăn thịt dân thôi à. Thì tất nhiên là phải còn đảng còn mình thôi. Ăn thịt đụng cào cấu hút máu cho dân, chừng nào mà dân nó chết sạch nguyên nước đó, thì lúc đó đụng mà thì hết đảng, phải không? Cho nên là đảng anh là cứu đảng em, phải không? Tập cận mình đói chết đi mẹ luôn, thiếu nợ học máu luôn cũng phải cứu thằng em ở qua kêu anh ơi anh cứu em đi, chứ không có đụng mà không còn đảng thì đụng mà thằng Tây phương mà nó vô nước em rồi thì anh không có ai bên anh, ở kế bên anh giờ trên cái đất này 200 thằng, bây giờ còn có 4 thằng khùng, bây giờ mình gán rồi mình ôm nhau sống chết cùng có nhau, còn 4 khùng, thằng khùng, thằng điên, thằng mọi, thằng rợ, rồi 4 thằng đủ mẹ đi ngược lại với lại thế giới văn minh Tây phương đủ mẹ. 4 thằng đủ mà đầu bò ốc cứt, 4 thằng mà gọi là tối tâm đủ mà đầu bò tối tâm, nghĩa là không thấy đường nào mà đi, trong khi đủ mà thằng Liên Xô hồi xưa đủ mà nó quản hồn quản vía rồi nó rã mẹ 14 nước ra, rồi những Đông Âu đủ mà quýu đít, rồi bây giờ chạy theo Mỹ rần rần mới có bơ có sữa ăn, còn 4 đầu bò này đủ mà khổ cái á, học thì dốt đủ mà đồ tốt thì thích. Nếu không học thì dốt mà đồ tốt thì thích thì biết làm sao? Bây giờ ba thằng cộng sản mà đu câu đu đủ để biết làm cái gì? Nếu không mình ngồi đu lên cho dù đu đủ thì ngó xuống rồi mới coi cái chỗ nào có kho vàng kho bạc. Nếu không đi tới mượn người ta, mượn không được có hiểu mà tới cướp tới trộm mà, chứ bây giờ ba thằng cộng sản đu dây đu đủ làm cục cức gì, biết cái gì mà làm? Cái họ cái bạn đâu bây giờ từ trời ơi, các bạn thấy không? Không bao giờ mà bất cứ một cái chuyện gì mà được. Các bạn nhìn thấy thằng Trung Quốc là 1.5 tỷ dân của nó du học qua Mỹ không biết bao nhiêu các thứ mà đi về đất nước phục vụ mà tổ quốc rồi mẹ, mà còn không có làm, không có ngôi đầu lên được. Đừng nói mấy Việt Cộng đâu, mấy cộng khùng này đâu, còn ngu dữ hơn mấy thằng Trung Quốc đó. Đủ mà chỉ có cái thứ lì hơn Trung Quốc đó, lì dữ đó, lì lộm lắm. Đủ người ta kêu làm sao á mẹ, mà người ta kêu rồi mà từ cho nó dân hải ngoại đem kiến thức về, người dân hải ngoại nói đủ mới nói hu nói dượng, nói cái kiểu gì thì nói đủ mà cái đầu bò còn nguyên rồi, không có thay đổi con mẹ vậy chứ, không có thay đổi được con mẹ vậy chứ. Nó mấy chục năm rồi đó,
dân hải ngoại thương nước Việt Nam mà đóng góp ý kiến, đóng góp tài chánh, đóng góp các thứ, bây giờ làm sao? Nhìn lại đất nước Việt Nam nó rã ra đụng mà tan thành xí quách. Rồi bây giờ bán biển, bán đảo đụng mà hết ráo rồi, bây giờ không còn gì bán nữa, bây giờ tính đụng mà lập đặc khu, lập đặt khu kinh tế để đụng mà đưa luôn cho Trung Quốc ở, cho mày quản lý luôn nguyên cái tỉnh đó, cho mày quản lý luôn nguyên cái khu đó. Đó bán mẹ nó luôn, nó 99 năm ở giao cho mày quản lý luôn đó. Cũng giống như hồi xưa vậy đâu, mẹ Trung Quốc mà đưa gọi là cho Hồng Kông tự trị vậy đó, đại khái bây giờ cái điệu giống vậy thôi. 21 mày thành lập chính quyền Trung Quốc luôn đi đó, rồi dân Trung Quốc có 1 tỷ mấy đó, mẹ vô đó chừng vài triệu, vài chục triệu vô đó nằm đó, từ 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 đó bắt đầu lấy vợ Việt Nam, bắt đầu lan ra thì mẹ có nước Việt Nam mình thành là tự trị của Trung Quốc luôn, từ từ đó cái đập cái trò đó đéo còn tiền, bắt đầu đó thâm nhập đó, bắt đầu dây nợ xong rồi bán này bán cái kia. Thằng Trung Quốc mà nó cho mượn tiền mà nó cho mượn không hả, không hả, thằng nào trên trái đất này mà nghèo mà đi làm chết để mẹ làm nô lệ, học máu con dân thì bệnh ung thư chết gần chết mà mày nhảy lầu tự tử mà đi cho đi lấy tiền đưa cho ông chị cộng ăn không hả? Thằng Trung Quốc nào khùng dữ vậy? Mày bánh ít đi thì bánh nguyên phải trả lại, mày muốn mượn tiền của tao thì mày phải làm sao cho dân tao vô cửa khẩu không cần visa, cho dân tao vô là mở hãng mở xưởng rồi mày tiêu thụ ba cái hàng gian, hàng dối, hàng tàu la hắc xí của tao, rồi tiêu thụ cái này của tao, ba cái thứ rác rưởi của tao thì tiêu thụ ăn cho hết. Đó là gọi là bánh ít quy đó, bánh quy phải trả lại coi là công bằng thôi. Đâu có cái thứ gì mà trên đời mà tự nhiên là cho không. Hồi xưa đi đánh Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy, đéo có tiền thì kêu nó viện trợ cho gạo, xe đạp, mà nón cối giúp râu, rồi nó giao Hoàng Sa, Trường Sa cho anh Trung Quốc giữ dùm, anh Trung Quốc giữ dùm đủ mới xong, anh Trung Quốc giữ luôn. Tự vì em đéo có cặc gì để em giữ được, biển đảo em đéo có tàu, em có súng ra giữ đéo gì thôi. Anh bự, anh ráng, anh mua vũ khí Liên Xô, anh ra anh giữ dùm em, xong sẵn dịp và anh giữ dùm luôn đó, vậy đó. Rồi mấy thằng lộ ma ở trong đất liền của em ra đó, lỡ khi nào mà anh thích đó, thì anh cho đánh vài con cá về sớm, bữa nào anh không thích đó, anh chắc bùm cái là nó chết sạch đó. Con dân của em thì vậy đó, anh cứ diệt rồi mới tiêu diệt đi đó, có sao đâu đó, vậy đó. Cái điệu bộ của mấy cộng sản là vậy đó, mở cái mầm thúi ra thì đủ mẹ lúc nào cũng giải phóng dân tộc, lúc nào cũng cứu nước cứu cái quần. Mẹ vô xâm chiếm miền Nam thì mẹ nó giết đủ tài nguyên của miền Nam, nó giết đủ nó ăn cho sạch, đéo còn cái gì ở trong đây á. Thì ông mẹ đà thằng nào bò ốc cứt nào hồi xưa rồi mà biết bao nhiêu hãng xưởng ở miền Nam người ta, trời ơi, thành phố công nghiệp Biên Hòa, người ta giám đốc người ta sản xuất rồi, biết bao nhiêu công nghiệp của cái miền Nam sản xuất là biết bao nhiêu cái thứ, nó gọi là thành phố công nghiệp Biên Hòa mà các bạn biết rồi mà, sản xuất ra hồi dân hồi xưa mà nó thật. Các bạn đi học từ nhỏ tới lớn là toàn là nói ngoại ngữ đúng không, ầm ầm nói tiếng Anh, nói tiếng Pháp, nói tiếng này tiếng kia, rồi người ta sinh hoạt với thế giới Tây phương, người ta giỏi, người ta làm chủ hãng, người ta làm đủ thứ. Ông Dượng mình hồi xưa nè làm chủ hãng sơn luôn, rồi đến chừng đi tù về cái một gọi là đủ mấy sao mới đặt xích lô giá xe đó, nó cho vậy đó. Thành phần trí thức đó, thì đủ có hai nghề mà thông dụng nhất đó, đặt xe xích lô rồi giá xe là hai cái nghề đó. Đảng đủ mà bác cho ha, đảng cho bác cho đủ cái thành phần nào mà khôn nhất trong xã hội á, đảng đủ mà đảng nâng lên rồi đảng cho đủ mà từ nhà lầu villa đó đảng cho đi kinh tế mới, rồi từ một cái thằng cha mà gọi là có học luôn mà tiếng Anh tiếng Pháp nói gì gió đó thì đủ mới nhốt vô tù, nhốt xong bắt đầu đủ mới nhét vô cải tạo tư tưởng, nhét vô bác, nhét vô đảng, học cho thuộc đi, đủ mới thuộc xong rồi về đủ mới chịu khó ra giá xe, hay không chịu khó ra giá xe đủ mới xong mà cái ruột nào mà lủng á ngồi đó đủ mới bào bào xong mà lấy lửa úp lên, hay không giá ở bơm bánh sướng lắm. Mẹ đó đảng cho là bác cho là cỡ như vậy đó, rồi đưa mấy thằng đầu bò ốc cứt vô mấy cái hãng ta bự chừng chừng đủ mới đưa mấy thằng đó bần cố năm ba đời vô đủ mới quản lý cái hãng cái một đủ mới rồi đi ăn cất luôn, húp cháu rùa luôn biết làm cất gì đủ mới vô mà nói mát nói lê lẻo như là giả như lân với mấy kia, nói lẻo cái miệng mà kêu làm ra cái thứ gì thì đủ mới nói thôi anh cho em xin anh cho em, anh tha mạng cho em chứ anh đừng có nói tới mấy cái vụ kinh tế em đéo biết. Còn miếng nguệnh thì đủ mà em nói lẻo như Lê Xuân Nghĩa vậy, đủ giả như lân nói lẻo nó mà cái miệng đụng mà không kịp nó hấp da non luôn đụng mà cái đó là tài tình. Dân Việt Nam khoái lắm, đụng mà nghe mấy người ta nói chuyện đụng khoái lắm, trời ơi đụng hồi xưa đường nhỏ lắm, bây giờ thấy anh thấy không, bây giờ phát triển kinh tế với sự lãnh đạo tài tình của bác và đảng, hồi xưa đường có 1 mét bây giờ đường có 10 mét đụng mà đâu có nói hồi xưa đường 1 mét mà đường nó chắc đụng, bây giờ đường 10 mét bê tông cốt sắt bê tông cốt tre, bây giờ đó đụng 10 mét ở đâu ra đụng mà đi mượn nợ ngoại quốc không, mà bây giờ sao đảng ăn rồi bác ăn rồi, bây giờ toàn dân trả. Rồi bây giờ hãy mà ông đưa cho mấy thằng công ty tư nhân nào mà xây đường gì đâu mà mới có chạy được sơ chút xíu, cái độ mà chạy chừng mấy chục km cái có thằng độ mà chặn lại lấy tiền nữa, độ mà vừa chạy được mấy chục km có thằng chặn lại lấy tiền nữa, độ bắt thương ghê.
không có được đó. Đường hả, đường thì của toàn dân, đất thì tài nguyên thì cũng của toàn dân. À, mẹ đảng quản lý hay lắm, đồ mà đi tới đâu đảng thâu tiền tới đó đâu mà đọc cái đồ hay thì ở nước Mỹ này á, nói thiệt với các bạn, với tất cả các xứ Tây phương á, các bạn đi khắp luôn cả nước Mỹ mấy trăm ngàn km đường xa lộ các bạn không có trả một cắc. Chỉ khi nào mà các bạn muốn ăn sang, các bạn muốn đi đường tắt, các bạn muốn đi mau đến, các bạn muốn đi đường láng đường bóng á, mà đi thí dụ như bây giờ các bạn đi từ điểm A tới điểm B thì các bạn phải đi vòng qua cái núi vậy nè, thì các bạn đi cái con đường chính phủ xây á thì các bạn đi không có tốn tiền. Bây giờ công ty tư nhân á, bây giờ nó muốn á, muốn cho lẻ đó, nó cất một cái con đường riêng xi măng láng bóc đi từ điểm A cho tới điểm B, đi cắt ngang gọi là đi tắt, đi ngang qua cái núi, có nghĩa là nó bỏ vô đó 100 triệu la nó xây cái đường á, thì nó lấy tiền. Bạn thích á thì bạn đi, còn bạn không thích á thì bạn không đi. Nó không có ép các bạn hiểu không? Cái đường nào mà của chính phủ á, nó gọi là đường quốc lộ á, cái đường gọi là quốc lộ nó thông thương cả cái nước á, là chính phủ phải xây mà không được lấy tiền. Các bạn thấy không? Cái đường đó là đường quốc lộ, là đường của chung, ai muốn đi thì đi, không được bao giờ lấy tiền. Còn thằng nào mà muốn ăn bánh ngon, ăn bánh xịn, muốn đi lẹ thì đi vô cái con đường kia thì trả tiền, cái đó là tùy bạn, bạn muốn chọn thì bạn chọn, mà không phải cái chuyện nó hiếm lắm. Có nhưng mà hiếm lắm. Đó, thì cái đó là không ai bắt buộc cái đó. Các bạn hiểu không? Các bạn cái gì đi thoải mái bên Mỹ này, các bạn đi từ 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 5.000 km, 10.000 km không bao giờ trả tiền. Nếu mà các bạn đi đường của quốc lộ, nó gọi là quốc lộ, không có ai mà chặn đường quốc lộ lấy tiền hết trơn. Đó, thì nên như vậy. Thành ra các bạn phải hiểu rằng á, là cái thằng đảng nhà nước nó mất dạy, nó lấy đất của toàn dân, đúng không? Xong rồi nó kêu cái thằng lưu manh côn đồ kia vô hả, làm một đổ rồi mẹ ba cái đá sỏi rồi nọ đồ vô, rồi láng láng chút xíu rồi đi ngang rồi lụm tiền, lụm tiền. Thằng nào mà không 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 đưa tiền đó là đụ mấy thằng này là phản động này, đụ mấy thằng này nghe thế lực ngoại quốc mà chống đối là đụ mà, rồi là đụ mà bác với đảng cho vô tù, đụ mà húp húp cháo trong đó tiếp. À, đảng với bác là đụ mà chỉ có phát ra, đụ mà chỉ có phát triển thôi, mạnh nhất là cái vụ mà tù tội thôi chứ đụ mà cái thứ gì cũng vô tù được hết trơn. À, luật pháp thì đéo có nghiêm minh, bây giờ cái hiếp dâm nít có rờ đụ mà bóp trên mò dưới đụ mà có chữ bác với đảng vô đéo hết tù. Từ bác với đảng là đụ má là coi như là bảo kê cho rồi, là bác bên đây đảng bên đây rồi, mày cứ đi mò thoải mái đi, con nít 7 8 tuổi mày cứ tới ta cứ hốt đi, đụng mày không có tù đâu. Còn Mỹ không có vậy đâu, Mỹ mà đụ má mày chưa hốt mày đã bỏ tù mày rồi, mày họ không tin hỏi Minh Béo đi, Minh Béo đụ má nhốt gần nhà mình à, mình biết là chưa Minh Béo chưa có hốt, chưa có làm mẹ gì, có cái ý tưởng là bậy bạ thôi, nhốt mẹ vô tù vậy. Cái xứ tư bản hay là cái chỗ luôn mà có cái ý tưởng bậy bạ thôi, nhốt mẹ vô tù rồi. Còn đụ mà Việt Nam không có đâu, đụ mà mò rồi bóp rồi, đụ mà nhân chứng vật chứng đầy đủ hết rồi, đụ ra chỉ cần nói đụ mà thằng nào dám bỏ tù tao, đụ mà ta xé thẻ đảng rồi. Sợ quá đụ tha bổng luôn rồi. Đụ mà cái xứ Việt Nam mình mà thần kỳ nhất là cái gì với đụ mà Hồ Chí Minh là đụ mà ai cũng sợ hết trơn á. Thằng nào mà muốn làm cái gì mà đụ mà ăn trên ngồi chấp gọi là xàm xí đú, đụ mà nói cái gì có tội muốn không tội dễ lắm, đưa Hồ Chí Minh ra là đụ mà hết tội liền. Là sao tiền á, đưa tiền ra cái có cái mặt của đụ bản mặt cuối của Hồ Chí Minh nó đụ đưa ra cái là đụ mà hết là hết tội liền. Nó hay cái chỗ Việt Nam mà nó tài tình nhất là cái vụ mà đưa Hồ Chí Minh ra hàng nào cũng sợ chứ, nó đụ mà có tội là cứ thành không tội. Các bạn không tin các bạn thử coi, đụ bây giờ các bạn đi ngoài đường các bạn mà thử coi, đụ mà vượt đèn đỏ hoặc là đi cái gì mà gọi là phạm tội thử coi, công an mà thổi vô cái một đụ mà nhét Hồ Chí Minh vô mặt nó cái một là đụ nó nói đù mà tao yêu Hồ Chí Minh nhất, đụ mà đưa tao rồi là có tội là thành không tội, đụ mà muốn lên chức hả, đụ mà đưa Hồ Chí Minh ra Hồ Chí Minh cho lên chức, đụ mà mày muốn đụ mà thằng kia mà không có tội mà muốn đụ mà ép cho nó đụ mà có tội, đụ mà quánh đụ mà đá dưới háng nó đá lên trên ngược giống như Nguyễn Thanh Trấn, cứ đá lên rồi mà bể hạ bộ rồi là đụ mà thành có tội. Đảng ta đụ mà tài tình như vậy chứ, đụ mà đảng ta nó có cần phải điều tra đụ máy móc như Mỹ là đụ mày theo là nào là bắt Trịnh Xuân Thanh không, đi tới khách sạn nào, mướn máy bay nào, cấu kết với ai, gọi là nhân chứng vật chứng đưa ra tòa án, gọi là đụ mà không có chối được một cái gì hết, nghĩa là chỉ có chịu chết cho tới chết thôi, nên là nhân chứng vật chứng nó rõ rành rành tội rành rành. Còn đụ mà đảng ta không có đâu, đụ mà hàng nào mà ăn cắp ăn trộm mà đảng ta dễ lắm. Bây giờ các bạn thử đi, các bạn bị mất trộm hay thằng nào mà đi thằng nào thằng 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 nào mà Việt kiều á, thí dụ như người Mỹ đi, thí dụ người Mỹ đi ha, đi về mà ở bến Bạch Đằng ở Sài Gòn chơi chơi để cái xe đằng sau đụ bị cắp mất tiêu vậy, lên báo báo với bà báo với công an vậy, công an đụng nó rồi rồi cho qua luôn. Mà bữa nào mà cái thằng đụng mà Mỹ đó mà tức quá đi đi lên rồi mà Facebook mà post lên Facebook nói là trời ơi đụng cái xe của tôi rồi mà đi vô đụng mà cái nước Việt Nam này mới con nhái mắt mẹ mất tiêu cái xe rồi mà đảng với bác đụng sợ mất mặt quá. Alo ê thằng hai hả, đụng mẹ mày hôm qua thằng nào mày kêu thằng nào đụng mà lấy cái xe của thằng Mỹ đó mày trả lại cho tao nghe, đụng không có để mất yêu uy tín của bác với đảng nghe, đụng mà thằng đụng mà thằng lưu manh, cái thằng lưu manh á, cái thằng ăn trộm á, đụng nó sợ quá nghe, đụng thằng công an sợ quá cái nó bưng đụng cái xe lại nó trả cho ông Mỹ liền. À, bác kêu là phải trả là trả à,
Ủa bác là bác kêu rồi đảng kêu là trả là trả, tại sao tự nhiên ăn trộm với ăn cướp đó, nó với là bác là một băng, nó một băng nhau, các bạn hiểu không? Phải là nó giỏi đâu, nó ăn cắp xong nó về nó chia cho bác với đảng á, độ cho nên hả, mà bác muốn đảng muốn bắt nó dễ ợt lắm, gọi cái một ngày mai độ nó trả lại liền à. Còn mà hàng nào mà không có độ ảnh hưởng tới danh dự của nước Việt Nam á, độ bác với đảng nó bán cái xe ăn luôn mình bảo đảm với các bạn luôn á, bảo đảm 100% luôn á, thằng công an Việt Cộng mà nó không có nhờ mấy cái ăn trộm cắp đó mà chia cho nó ăn cứt đó, làm gì có tiền ăn, các bạn hiểu không? Chứ không có phải là nó điều tra nó giỏi đâu, đéo có thằng nào biết điều tra cái gì hết á. Tất cả tội phạm ở Việt Nam á, thì các bạn á là đảng với bác nó nắm ráo luôn, công an nó nắm hết, thằng nào mấy tuổi làm gì, ba nó là ai, má nó là ai, nó có nghề nghiệp không, nó ăn cắp ăn trộm, nó xì ke đường nào, đảng bác biết hết, đảng với bác biết hết, chỉ cần á, là nó lôi đầu ra là xong liền à. Các bạn hiểu không? Nó kiểm tra lý lịch ở Việt Nam mình có hộ khẩu mà, không có thằng lưu manh, không có thằng trộm cướp nào mà nó không đảng với bác không biết, mình dám bảo đảm với các bạn biết. Nhưng mà sao nó làm bộ nó ngó lơ để cho nó ăn cắp ăn trộm xong nó về nó chia với lại độ máy chính quyền, các bạn hiểu không? Nó chia cho nên thằng dân là tự chết thôi, nào là đóng thuế, nào là bị trộm bị cướp, nó toàn là về đảng với bác rồi nó sáng chế đó không. Chứ nói thiệt với các bạn, thử thử cái một thằng nào mà Việt kiều mà đi về Việt Nam mà đừng có đăng ký tạm trú tạm vắng đó nha, mà đi ra mà ăn trộm, thử cái xe ra đố thằng của thằng bác thằng đảng nào mà điều tra được cái độ má đó, các bạn nhìn đi, đố thằng đảng thằng bác nào mà điều tra được một cái thằng mà không có hộ khẩu ăn cướp làm gì mà có công nghệ mà điều tra bắt được người ta, tự nhiên nó quản lý người ta là đi đi đâu làm gì là nó biết hết ráo luôn, nó biết hết. Cho nên nó khi á, mà thằng đó làm nghề gì không công rỗi nghề ăn trộm ăn cắp nó đã vô hồ sơ hết rồi, chỉ cần ngay cái đầu đường đó có thằng nào giật xe cái đó, chỉ cần cái thằng công an nó gọi cái thằng gọi là anh hai á, anh hai trộm cướp á, nó gọi cái một, ê thằng nào lấy trả lại, hiểu không? Thì nó trả lại. Bữa nào mà thằng thằng quan quyền thằng 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 cán bộ nào mà thử để mà bị mất cái coi, mình bảo đảm với các bạn luôn, alo trả lại liền. Ơi mày dám lấy xe của anh hai bí thư tao hả, mày đem lại liền. Trời ơi đụng mới quýnh đít đụng mới trả lại đái mẹ quần. Trời ơi anh hai tha em, tự em không biết anh là bí thư, em không biết cái thằng đó là con của bí thư, chứ em mà biết em không dám động tới đâu, trả xe lại xin lỗi đụng mẹ, phải đem theo là có biết bao nhiêu tiền để rồi mà vuốt ngọt nữa, chứ không có đập chết với mẹ. Còn mấy thằng dân thường á, ừ để anh điều tra cho, để anh điều tra cho, đụng mới tết Congo em có mẹ nó đợi đi. À, Tết Congo á, bên Congo mà có Tết á, anh điều tra xong anh trả lại cho em. Trời ơi cái chuyện đó mà thằng ngu nào mà đâu mẹ mà ở xứ Việt Nam mà không biết, nó thật với các bạn á, không có thằng nào mà không biết cái chuyện đó, mà tại vì á, không có nói được, nó không nói ra gọi là thú bắt vậy thôi à. Đó, cái xã hội Việt Nam mình á, là nó như vậy, các bạn thấy không? Còn bây giờ nói mà vấn đề, bây giờ nói về vấn đề Triều Tiên, nói về vấn đề Triều Tiên thì các bạn đã thấy rồi, thấy không? Cái thằng Triều Tiên á, là một cái con chó sủa. Bởi vì bữa ông Trump ông nói tụi mày định định chơi game với tao hả, tụi mày định 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 chơi trò chơi giỡn mặt với tao hả, tụi mày mà lưu manh gian xảo mà cỡ mấy cộng sản tụi mày hả, tao không phải giống Obama đâu, nói mà lộn xộn một cái tao bóp mũi tao bóp cho đói đủ, mà bóp mũi một thằng bóp mũi một thằng bóp cổ chết, khi nào mày chết mày đủ mà mày thở đéo được tao mới thôi. Còn mày đặt cái mày đặt hẹn hò, mày đặt chơi đầu này, mày đặt chơi xỏ lá đầu kia, xưa rồi diễm ba cái thứ mà núp lùm bắn tên, ba cái thứ mà dưới hầm Củ Chi mà thọt lên cái bắn mà chạy ở xưa rồi, thời buổi này là nhấn nút cái một là về quê mẹ rồi, tụi mày hết cái xí gạt được rồi. Mỹ bây giờ nó chơi nó không có chơi cái màn mà đi đi kiểu đó để núp lùm bắn tên đâu, ngồi đợi đi con, uỷ ỉển uỷ ỉển ngồi đợi đi. Ông Trump mà chỉ cần ha, bày đặt ông Trump nói mày cái gì, bày đặt cái gì dỗ dỗ ngọt khoái lắm. Ông Trump nói à bây giờ em chịu khó em giải giải giáp hết đi, có nhiêu súng có nhiêu độ má hỏa tiễn nguyên tử bao nhiêu chất phóng xạ em giải hết đi, anh cho em cơm ngon áo mặc không đàng hoàng, thấy không, cho bơ sữa rồi, anh dư bên đây thiếu gì thuộc mẹ dân của anh á, tiêu thụ có 1.000 con bò mà giờ anh có 2.000 con, em cứ giải giáp hết đi, anh phát cho em nụ thịt bò ăn thoải mái không có sao đó, thịt bò dư nhiều lắm, thấy không, em cứ giải giáp hết đi anh, em đừng có độ mấy cái trò mà đặt cái chĩa ba cái quả tiễn vô cái người của anh khó chịu. Thật ra anh giết em một cái một là xong rồi, nhưng mà em đừng có làm cái trò mà cứ nhe răng mà cái đói á, thì xin anh cho chứ đừng có bày đặt á, mà cứ làm bộ cái hùm beo rồi hôm nay được, có giờ đưa quả tiễn nguyên tử ra chạy chạy ngoài đường tưởng gì nhà báo Mỹ nó chụp lại đâu, quả tiễn giả ông nội ơi, quả tiễn mà không biết làm giả nó chứ, trời mấy cộng sản nó có cái hay đó nổi mà
võ tiễn liên lục địa mà nó còn làm giả, nó làm thành một cái khối mà giống như giả, xong mà nó chụp hình, ai ngờ đâu người ta thấy cái quả tiễn. Ủa sao quả tiễn không cứng, quả tiễn gì đâu bị gió hay bị gì nó bị quẹo vậy nè các bạn, nó bị thay cái mũi quả tiễn nó thẳng vậy nè, nó chụp hình sao cái quả tiễn bị dẹo lên vậy, nó quả tiễn giả, các bạn hiểu không? Nó không làm được, xong mà nó ra nó chụp hình quả tiễn giả để nó khè người ta vậy đó. Giống như Putin chim á, Putin chim bây giờ lên á, quả tiễn trời ui bắn đủ loại máy bay hết trơn, đủ cái đéo gì cũng xạo hết trơn á, Mỹ cười khặt khặt. Trời ơi ông nội ơi, em đói á thì em xin anh quăng cái hai cục xương đó rồi em gặm em nhắm em sống ban ngày chứ đụng mẹ em. Và cái trò rùi bu kiến tạo này xưa rồi Diễm ơi, xưa lắm rồi, hồi xưa mẹ mấy chục nước xã hội chủ nghĩa của tụi mày mà đi rồi mấy anh địch cho một cái một mà đi ăn cháo, còn nếu có mà ăn có mình mày với thằng Tập Cận Bả hai thằng lay hùng lại và đi đi hù Mỹ hù quá. Thôi ở xưa rồi, bây giờ cho mày hai con đường mày lựa chọn nè, một á là mày giải giáp nguyên tử xẹt sạch không còn nguyên tử, rồi Mỹ á đem hết võ khí nguyên tử nào của mày mà nếu mà có phải cho Mỹ vô kiểm tra hết hang động ngõ hẻm gì của mày, mày có một cái dấu vết gì nguyên tử là đủ, người ta tịch thu hết em về Mỹ không, xong rồi giải giáp cũng giống như chó, đụng má chó mày nghe răng tao bẻ sạch, răng nanh răng nhọn đéo gì tao không cần biết, phải có cái nào là tao bẻ cái đó không, bẻ xong rồi hết còn cái lợi xong ở đâu rồi mới đút cái bình sữa cho mày bú cho mày sống, thấy không? Đó đó cái chuyện là cái chung là muốn vậy, còn nếu không á thì đơn giản lắm, tụi mà quả tiễn tụi mà ha đó từ từ bay vô là đủ, là vô cái nước Triều Tiên cái một là coi như là no luôn à, coi như là no luôn, là sạch bình địa luôn rồi. Mỹ giờ muốn giết dễ ẹt á, Mỹ nói câu một á, thằng này chĩa quả tiễn nguyên tử qua tao, thằng này ghê quá, hoặc quả tiễn của nó bay ghê quá sắp sửa tấn công Mỹ rồi, Mỹ dựa vô cái đó cái một nhấn nút là đi đi về quê mẹ liền. À, thằng Kim Ổn Điểm là các bạn biết mà, thằng nhóc con heo tụi mà ăn nhiều nhát chết tỉ mẹ luôn chứ bộ gan lắm hả, thấy Mỹ mẹ nó giọng quả tiễn tụi mà vô Syria đùng 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 đùng, thấy tụi mà mới đầu thì nghe Tập Cận Bả với thằng Putin tụi mà quảng cáo dữ lắm, hệ thống S-300 400 bắn mọi vật thể đồ ghê lắm, tụi mà thằng 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 tụi mà nhóc con nhóc ranh tụi mà miệng còn hôi sữa này nghe tin lắm tụi mà chắc tưởng là Putin này nọ đâu bảo vệ mình, là Tập Cận Bả đâu có hệ thống S-300 400 đồ bảo vệ mình ngon lắm, ai ngờ đâu thấy Mỹ nó tống vô họng cho 100 mấy chục cái quả tiễn, đéo có cái quả tiễn nào mà rớt xuống mẹ nó phá cho sạch sẽ hết rồi, bây giờ đụng có đái mẹ đầu quần rồi, hai tay đợi đưa lên đầu hàng, chịu hợp với Trump, chịu giải trừ vũ khí à, chịu giải trừ vũ khí rồi mày đặt à, mẹ đã biết cái thân vậy rồi, đã bộ trưởng bộ ngoại giao Mỹ nó qua, nó đã gài game rồi xong hết rồi, bây giờ mày đặt phản phản tặc, bây giờ hợp với Tập Cận Chó đồ bắt đầu à, Tập Cận Chó suối bậy bắt đầu về mày đặt em chả thèm hợp với anh, tại vì em muốn hợp với anh mà anh cứ lấy quả tiễn với máy bay anh bay cứ đùng 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 trên đầu của em nghe giết rồi mà em ngủ hỏng được, em muốn đầu hàng anh mà anh không cho em đầu hàng anh á thì từ từ anh cứ từ từ đi em á, hãy nghe lời anh á, em buông hết vũ khí anh bút bình sữa cho em bú không, mẹ anh chơi kỳ quá, anh nói là anh hả muốn hòa bình với em gì đâu mà em ngủ gì đâu mà máy bay với F-22 của anh với máy bay B-1 nó cứ bay đùng 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 như vậy em ngủ hỏng được, em ngủ không được, xong mà cái tối em cái dầm cho ướt mẹ cái quần em không chịu, nếu mà anh không có ngưng cái vụ mà máy bay của anh bay đùng đùng với đầu em á thì em không chịu hợp với anh đâu. Trump ơi, đồ nghe Trump nói trời ơi mày ghê quá, mày ham tao á, mày ham Obama thì Obama còn á làm bộ làm tịch thì nói được cười cười với mày chứ mày ham lộn chỗ rồi, trời ơi mày ham nhầm cái ông hung dữ là cái ông tên Trump hung dữ nhất thế giới, trời ơi bộ hạ của ổng nào là bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng quốc phòng, toàn là cố vấn kinh tế Mỹ, toàn là thứ diều hâu không, trời ơi ông nào lấy cái răng cũng mà bé ngậy luôn, đang hả ra vậy nè, trời ơi gặp thằng hâm dọa, trời ơi Trung mới mừng quá, trời ơi tao đợi cái vụ hâm này lâu lắm rồi, mày làm ơn đi mày hâm nữa đi, trời ơi Uẩn ơi Uẩn mày hâm giùm tao đi cái kho vũ khí của tao gần hết hạn rồi, mày hâm đi để coi như tao trút vô cho hết đi, trời ơi cái kho vũ khí này cũ lắm rồi, bây giờ chơi là toàn là đồ tàng hình không mà, bơm tàng hình, quả tiễn tàng hình, máy bay tàng hình, còn mấy cái thứ kia bây giờ không biết trút ở đâu nữa. Uẩn ơi mày hâm giùm tao đi, tao khoái mày hâm lắm, thế là Uẩn ta mừng lắm, Uẩn ta nghe nói Uẩn ta hâm dọa trời ơi Uẩn ta đồ làm dữ lắm, Uẩn ta hâm rồi nợ quỷ bỏ với Trump mày nọ rồi không hợp với Trump nữa, Trump khoái quá cho nó ừ khỏi cần đợi mày hâm, tao nói mày luôn khỏi dẹp mẹ mày đi, khỏi họp dẹp đi con, khỏi họp chờ đi con, hạ cái họng ra quả tiễn sắp tới rồi, quả tiễn vừa to vừa đẹp vừa tàng hình nữa sắp vô nước mày rồi đó, đu má Uẩn nghe yêu Uẩn đụ mà từ đá trong quần Uẩn ị cho một đống luôn các bạn, ị luôn mà thay tả liên tục luôn, trời ơi đủ mấy mình nhớ hồi xưa mình hù Obama sợ dữ lắm mà sao giờ đủ mà hù Trump không được, nghe đủ mà nghe đâu đủ mà phó tổng thống Mỹ nói đủ má mày khùng á, thằng nào khùng với cái quả đất này mới hù Trump đó, hù hết chỗ hù đi hù Trump,
Trời ơi, một cái ông mà đang là mà lúc nào cũng chù chù chực chù chực, chỉ cần nhấn nút thôi là quả tiễn bay thôi mà đi hù hù chỗ gì. Kiếm ông nào hiền hiền này nọ là mặt cười cười như đủ mấy cái ông ma còn đi giỡn mặt được chứ, trời ơi, đi kiếm cái ông cái mặt dữ tợn như Trump mà đi hù hù cái gì, cỡ Trung Quốc rồi đồ mẹ bọn mạnh chướng Bắc Kinh Trung Quốc mà bự trừ lừ 1,5 tỷ dân mà mẹ Tập Cận Bình mà hàng sủa sủa còn chết chứ Trung nữa, sủa ngày nào là Trung nụ nó lấy băng keo ra Trung dán vào cái mỏ ngày đó hủng kia mấy con chó đụng chó ghẻ nó mà hù Trung, thế là sao Trung nó mà không hợp nữa, không hợp nữa thì sao rồi mẹ thằng đồ hoặc các con chó rồi mà chí phèo kia khóc lóc ủy ôi rồi cả đủ thứ hết. Trời ơi anh ơi, anh nói anh hợp với em để mà em dẹp hết nguyên tử rồi anh cho em ăn bình sữa anh đu bú cho em bú này nọ để em còn sống, tự nhiên sao giờ anh chơi kỳ quá anh đổi kiểu anh không hợp với em nữa rồi em sống sao đây, rồi không lẽ rồi mỗi khi em đang ngủ thì máy bay của anh nó bay đùng đùng trên bầu trời mà anh không thả bom xuống, còn bây giờ mà chắc chắn mà từ ngày anh không hợp với em thì em không có ngày nào mà em ngủ mà em không ra dầm hết trơn, tại sao, tại vì á là em đang ngủ có thể là đụng ma quả tiễn tô ma ha nó vô nó kiếm em, vợ con em vợ đẹp con xinh của em nó đi về quê mẹ hết rồi, tài sản của em nụ bơ thụy sĩ của em không có mà ăn, em về chầu các mát rồi em đi thăm Hồ Chí Minh đụng đéo chịu, sợ quá rồi đái mẹ trong quần hết rồi. Thì mà các bạn coi nè, các bạn coi nha, các bạn sẽ coi được cái phim hay sẽ tới 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 tiếp tiếp tục phải không, chung nụ phim hay lắm. Ô, Trump mình nói với các bạn rồi, Trump là mình bảo đảm với các bạn 100% luôn là tất cả những cái vũ khí mà cũ kỹ của Mỹ là độ mà là có hai thằng độ mà sắp sửa hứng rồi là thằng Bắc Hàn với thằng Iran rồi mà là coi như là no luôn ba cái vũ khí sắp hết hạn rồi là nó cứ thả xuống rồi thằng Iran thì sao đó đó về Bắc Hàn, còn Iran thì sao cũng độ ông Obama nữa, ông Obama cũng là cái tật là dĩ hòa vi quý nọ đi tới đâu là muốn toàn thế giới đồ tung hô mình hay nọ đồ ha các thứ đồ, rồi bắt đầu mới đi ký ký thỏa ước không? Mỹ Anh Pháp Đức Nga Trung Quốc đồ cho Iran đồ này nọ đồ, thằng Iran cũng như Bắc Hàn thôi tối ngày cái lý rồi mà chó sủa rồi cái lấy vũ khí nguyên tử ra hù dọa Mỹ, thì thằng Iran á, mà nó có vũ khí nguyên tử thì cái thằng chết trước cái thằng châu Âu từ châu Âu nó nằm kế thằng Iran cho nên nó Mỹ nó mới lấy cái cớ là Iran á, là trang bị vũ khí nguyên tử cho nên Mỹ nó mới lấy cái cớ đó chứ nó muốn giết Iran đâu, mới nhấn cái một Iran đi về quê mẹ liền, nhưng mà Mỹ không có làm vậy, Mỹ khôn lắm, Mỹ nói ok nhưng mày muốn vũ khí nguyên tử mày muốn cho sủa mày muốn làm đéo thì mày làm tao biết, mày bay tao nó dốc ra mà tụi bay kiếm mày muốn làm thì làm đi, muốn làm quả tiễn nguyên tử làm đéo làm đúng không ok, nhưng mà tụi bay làm toàn là quả tiễn giả giống như kia nhân uổng như làm quả tiễn rồi bằng mũ không chơi okay, cho mày thoải mái xong rồi cái làm sao ồ Mỹ la lên trời ơi Iran giỏi lắm, Iran bây giờ là quả tiễn nguyên tử liên lục địa thôi, bây giờ sợ lắm sợ nó bắn qua Mỹ lắm, bây giờ mình phải là xây dựng hệ thống phòng thủ đủ mà cứu châu Âu chứ, bây giờ châu Âu nằm kế Iran ông Iran sắp sửa bắn qua tiễn nguyên tử lên rồi châu Âu chết sao, đó là Mỹ rồi mà dựa cái cớ đó Mỹ nói anh bảo vệ châu Âu anh bảo vệ toàn bộ châu Âu bằng cách sao anh xây gọi là lá chắn phòng thủ ở Rumani với Ba Lan phải không, chắn chặn 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 nguy cơ đủ của thằng Iran bắn qua Mỹ lấy cái cớ đó cho nên đó là Mỹ nó mới làm bộ nó ngó lơ để chi, để cho toàn thể châu Âu là sợ Iran cho nên Mỹ phải bảo vệ châu Âu, mà bắt đầu Mỹ mới đem quả tiễn đồ qua lắp ráp ở bên Rumani quả tiễn rồi đặt ở ở Ba Lan để chi, để một một công hai chuyện, cái thứ nhất đó là phòng thủ mà không phải là phòng thủ Iran đâu, cái đó là để nó mang tiếng làm bộ lấy thằng ngủ mà thằng chó kia ra để làm màu thôi, là bộ Mỹ nói vậy nhưng mà thật ra là phòng thủ để triệt triệt hạ thằng 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 Nga, các bạn hiểu không, chứ thằng con chó kẻ kia làm đéo có quả tiễn nguyên tử bắn vào Mỹ, nhưng mà Mỹ nó đem qua Rumani nó đặt hệ thống phòng thủ cả cả bao nhiêu quả tiễn nó đặt ngay đó để cho thằng Nga đó mà bữa nào mà cà chớn với Mỹ mà bắn lên một cái Mỹ hạ xuống hết, vừa hạ xuống xong thì sao Mỹ rồi mà lấy quả tiễn bắn thẳng vô Nga luôn, tự nhiên sao Rumani với lại Ba Lan á là nó kế biên giới Nga, Mỹ nó bắn cho 3 phút cái một là rơi tới Moscow rồi, các bạn hiểu chưa, các bạn hiểu là cái ý đồ của Mỹ nó hay khủng khiếp không, chứ các bạn mà đọc báo bác báo đảng mẹ thì chỉ có độ mình đi tiêu thôi chứ làm gì, mấy thằng đó là mấy hủi quần của mấy thằng kia mẹ nó nói gì toàn hủi đức mấy thằng kia không đâu biết được Mỹ đâu, Mỹ khôn mẹ tính là tính mấy chục năm luôn thấy không, tại sao mà Iran Mỹ nó không giết để hoài vậy đó, không giết chí cho mày chửi bới nọ làm trò làm này làm kia thoải mái Mỹ khoái lắm, đoàn Bắc Hàn hả Mỹ hay nhấn cái một đi về quê mẹ liền giết chí không để đi dễ lắm, ồ mà Bắc Hàn ghê lắm, Bắc Hàn giỏi lắm, có 25 triệu người mà giỏi lắm, nào là quân đội Bắc Hàn mạnh thứ tư trên thế giới, Bắc Hàn là vũ khí ghê gớm lắm, bây giờ Mỹ phải phòng thủ, Mỹ sợ Bắc Hàn đánh lắm, cho nên là Mỹ đem quả tiễn nguyên tử để ở Nam Hàn để
mà đem quân đội đem vô Nhật Bổn, đem vô Đại Hàn đóng một đống cái đó, xong mà Mỹ bắt đầu lắp nghĩa là lá chắn nguyên tử lắp ở ngoài đảo Guam, lấy đảo Guam bắt đầu vũ trang lên để hệ thống phòng thủ thắt ở ngoài đảo Guam, rồi tăng cường quân sự ở đảo Hawaii để chi, để thằng Bắc Hàn mà nó nói trời ơi, Bắc Hàn mà bắn vào Mỹ một cái là Mỹ tiêu diệt liền đó, Mỹ cũng là lấy cái cớ nữa, con chó ghẻ kia rồi mới sướng quá, nói chung trời ơi anh Mỹ sợ chó ghẻ lắm, chó ghẻ này Mỹ sợ lắm, Mỹ bây giờ là sợ Mỹ Bắc Hàn tấn công Mỹ lắm, cho nên Mỹ trời ơi nào là sắm quả tiễn, nào là sắm radar cho nó để đầy trái đất này, nó để chi sợ lắm, sợ cái trục ma quỷ lắm, mà Bắc Hàn nè, Iran nè, với lại thằng kia là gọi là trục ma quỷ hồi xưa ông Bush ông liệt kê vô rồi, sợ lắm rồi. Mỹ lúc nào cũng sợ cái đó, trời ơi cái nước Mỹ này nó là siêu cường mạnh nhất trên thế giới về quân sự chính trị mà luôn, mà nó nhát lắm các bạn ơi, còn là mấy cháu ghẻ, nó thấy mấy cháu ghẻ là nó sợ lắm, mà mấy cháu ghẻ kia nó hét ho gì nó cũng sợ, chứ nó Mỹ sợ hết á, trời ơi Mỹ sợ lắm, cho nên gì cộng khoái lắm nghe nó Mỹ sợ luôn, mà đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào khoái lắm, đồ gì cộng mê mê cái tiếng lắm, bây giờ mà Mỹ nói tụi nó mày hay lắm gì cộng ơi mày giỏi lắm tụi mà nó sướng, nó ăn cả đời nó còn sướng, nó khoái lắm, Mỹ mẹ mở miệng khen cái khoái lắm, mà trong khi sao Mỹ đụng lấy hết tiền qua trái đất luôn, trái đất này có nhiêu tiền Mỹ gom nó sạch ra, mà Mỹ cứ khen tao không, mà trời ơi thằng nào cũng giỏi chứ, mà cuối cùng giờ nhìn lại ủa sao tiền của đủ nằm Mỹ không, mà mấy nước khác thấy có tiền kỳ ô kỳ đó, Mỹ mới nói một câu một, bây giờ Iran làm sao, bây giờ mày á, bây giờ ông Trump lên là xé cái thỏa ước nguyên tử của Iran, một á bây giờ á cho mày hai cái điều kiện y như Bắc Hàn đó, một là mày giải trừ nguyên tử sạch sẽ, tao vô tao kiểm tra mày không còn một cái mầm mống, không có một cái bất cứ một cái chuyện gì mà có thể làm ra được vỏ khí nguyên tử, thì tao cho mày ăn, tao cho mày ăn bằng cách sao, tao cho những cái công ty châu Âu nó vô nó đầu tư làm ăn với mày, với tao là không có làm ăn với mày. Thằng Mỹ nó khôn, chính phủ Mỹ nó khôn, trời ơi trời thần đất lở lắm, các bạn thấy như cái nước Việt Nam mình các bạn biết rồi, Mỹ đầu tư khắp thế giới Tây phương này hả, chỗ nào mà ngon ăn hả, Anh, Pháp, Đức, Canada rồi Mỹ đầu tư đầy nhóc luôn, Nam Hàn Mỹ đầu tư đầy nhóc luôn, bên Singapore hả Mỹ đầu tư đầy nhóc luôn, nhưng mà Việt cộng á Mỹ đâu có đầu tư đâu, bỏ vô ba thằng KFC, Coca-Cola bán nó lấy tiền cho Việt Nam mình thôi, chứ Mỹ đâu có đầu tư vô Việt Nam những cái thằng mà công nghệ này nọ đâu, Mỹ không đầu tư, Mỹ khôn lắm, Mỹ khôn lắm, cái chỗ nào mà có mấy thằng cộng sản, cái chỗ nào có mấy thằng xàm xí đú á là Mỹ cho đàn em vô không à, Mỹ cho châu Âu vô, Mỹ cho Đài Loan, Đại Hàn để vô kiếm ăn đó. Mỹ không có dại dột bị vô mấy chỗ đó chứ, mấy cái chỗ đó là mấy cái ổ đói các bạn hiểu không, mấy cái chỗ đói không có tiền, không có cơm, không có gạo, không có lời, Mỹ không có vô. Mỹ mà vô rồi á bỏ 1 tỷ đô la ra đó, ví dụ Mỹ mà làm một bộ phim á, một bộ phim mà bỏ ra 30 triệu đô la ra làm bộ phim xong thâu về 100 triệu á, bảo đảm với các bạn luôn, khỏi cần kêu Mỹ cũng tới. Mỹ hay lắm, mà cái chỗ nào mà không mà nhìn nhìn vô mà có cái chữ cộng sản này xã hội chủ nghĩa ok anh cho mấy em vô làm ăn đó, châu Âu nè, Đại Hàn, Đài Loan nè, mấy thằng kia đủ mà nhào vô ăn đi, anh đứng anh canh cho mấy em thôi, mấy em mà vô đó yên tâm làm ăn đi, mấy thằng này mà nó có lộn xộn vậy mấy em á, mấy em kêu anh gõ đầu tụi nó, chứ còn anh thì mấy cái chỗ mà thú quắc này anh không thèm vô. Các bạn cứ nhìn đi, các bạn để ý đi, mà nói đúng không, cả một cái châu Âu mà bây giờ người ta còn mong Mỹ đầu tư vô. Các bạn hỏi tất cả những cái người bên châu Âu có phải chính quyền của châu Âu có phải là mong mỏi được những cái tiền của Mỹ mà đầu tư vô cái hãng của người ta không? Cả cái châu Âu làm gì có tiền mà không có tiền Mỹ làm sao mà phát triển được? Các bạn hiểu không? Cả một cái thế giới này á là Mỹ nó sau cái thế chiến thứ hai nó đã đặt ra một cái quy định rồi, tất cả các hệ thống tài chính trên thế giới này nó luân chuyển như thế nào nó cũng phải đều quy tụ về một mối là Mỹ thôi. À, tất cả mọi người đều xài đô la và chịu sự quản lý của ngân hàng Mỹ, hệ thống tài chính của Mỹ, cho nên bây giờ Mỹ á, mà nó có ghét thằng Iran á, mà nó cấm vận thằng Iran á, mà thằng châu Âu mà có binh nó không bao giờ được, châu Âu có la có chửi có bới cũng muốn làm cái gì, Anh, Pháp, Đức muốn nói cái gì thì nói, Mỹ á, mà nó rút ra rồi thì mấy thằng kia bảo đảm có chửi có la nữa thì cũng không thoát được, có nói cái gì thì nói, muốn làm cái gì thì làm, cũng phải đi theo Mỹ là các bạn nói cho mình nói coi có đúng không nè, các bạn cứ coi đi đó, như bây giờ là Mỹ đơn phương không, nó lập cái tòa đại sứ ở bên Do Thái đó, ai nói ai chửi gì chửi, nó cứ làm vậy đó, rồi nào làm gì đó đâu làm gì đó, rồi từ từ cũng đi theo chân hết trơn à. Thằng Iran á bây giờ Mỹ nó cấm vận Iran, thấy không, nó nói bây giờ nếu mà không có xóa sạch vũ khí nguyên tử á thì nó siết cổ Iran y như Bắc Hàn vậy đó. Thằng Iran nó nhìn Bắc Hàn nó tự động nó biết liền á, thì chỉ có chết à, thằng Mỹ mà nó đã siết gọi là chết 100% chết luôn, bây giờ không có thằng nào mà bên thằng không có thằng nào mà bên thằng Iran nữa hết trơn. Thằng Iran này có ai bên đó đâu, chỉ có thằng Nga với Trung Quốc bên đó à, hàng đó bên đó, mà giờ hai thằng Iran với thằng Iran là chỉ có thằng Nga với thằng Trung Quốc bên đó thôi, mà trong khi thằng Nga còn bị Mỹ nó đạp trên lưng đụng nó kẹo xương sống, còn thằng Tập Cận Bình đó thì nó cho thằng thằng hậu mà thằng Tập Cận Bình nó cho Trump ngồi lên cổ rồi bắt cưỡi đụng như cưỡi bò vậy đó, rồi hai nó dám bên không, bên không
mà chỉ hỏi bạn thôi, bây giờ hai người đó dám bên không? Cái thân nó lo chưa xong, nó còn bị cho Trump cưỡi đầu cưỡi cổ đạp đầu nó kìa, ở đó ngồi bên Iran. Còn châu Âu nào mà khùng, châu Âu nào mà không thích chơi với Mỹ chỉ thích chơi với Iran hả? Bây giờ Mỹ nó chỉ đưa cho hai cái lựa chọn thôi, một á bây giờ các bạn đi qua chơi với Iran, hai là các bạn qua chơi với Mỹ. Thằng khùng nào mà đi chơi với Iran mà bỏ Mỹ, các bạn hiểu không? Đơn giản, cái chuyện đơn giản lắm mà. Chứ bây giờ các bạn nhìn trên thế giới nó đã nói rồi, trên thế giới nó đã nói rồi, Mỹ nó vừa cấm vận nó nói luôn, nó bây giờ Mỹ cho châu Âu trong vòng 6 tháng châu Âu phải rút tài sản và rút cổ phần ra khỏi Iran, rút đầu tư ra khỏi Iran. Chứ Mỹ không có nói là rút liền, sao không rút kịp được, bây giờ người ta đang đầu tư với Iran rồi, bây giờ mà tự nhiên rút sao kịp được. Mỹ cho 6 tháng, thằng nào mà không nghe lời Mỹ hả, Mỹ bụp luôn. Những công ty nào mà của châu Âu mà trên toàn thế giới này, thằng nào mà đi làm ăn với Iran hả, Mỹ đập luôn cho chết luôn. Thế là sao, những cái công ty của châu Âu, những cái người mà đại tư bản của châu Âu bây giờ nghe Mỹ nói một cái, một là mấy thằng khôn nó quay đầu liền các bạn. Nó quay đầu liền, điển hình là cái công ty Total á, Total của Pháp á, là công ty dầu hỏa khổng lồ của Pháp á, quay đầu liền. Dạ em theo anh Mỹ, anh đừng có lo, bây giờ em rút, anh mà không cho thì em rút. Còn thủ tướng Đức ở tổng thống Pháp rồi la lối ông sầm, còn tư bản anh tư bản biết rồi, tư bản khôn lắm, không có thằng nào bị làm ăn mà ngu đến cái độ mà đút đầu cho Mỹ đập hết trơn. Mỹ mà đập rồi hả, chết ngắt. Thấy công ty GTA Trung Quốc không, Mỹ vừa đập cái một ngày mai em chết mẹ em luôn. Thằng khùng nào mà châu Âu mà tự nhiên mà đi chơi với Iran để cho Mỹ nó gõ đập cái bóc cái một ngày mai em không lên thị trường chứng khoán nữa, đụ má em chết luôn. Thằng khùng nào dữ vậy. Chính bây giờ các bạn coi trên thế giới nó đề đi, công ty Total dầu lớn nhất của nước Pháp luôn á, là coi như là cổ phần á là 90% tiền đi vay của công ty Total của Pháp là đi vay của Mỹ. Các bạn thấy khủng khiếp không? Tất cả những đại công ty trên cái quả đất này mà muốn làm bất cứ cái gì mà có tiền là phải đi vay của Mỹ. Không có tiền của Mỹ đéo làm được cái gì. Công ty Pháp sợ quá mẹ, công ty Pháp nói thôi bây giờ thôi em rút ra, chứ bây giờ tiền của em đi vay 90% của Mỹ, bây giờ chọc tới Mỹ là cho em chết rồi, không còn đồng bạc xài à. Rồi nó cấm vận cái một ngày mai dẹp luôn, dẹp tiệm luôn à. Rồi cái công ty Siemens của Đức nó nổi tiếng mẹ, là điện tử lớn nhất của châu Âu á, công ty Siemens á, mẹ nó nghe đơn, nó nghe Mỹ nói cái một, nó nói dạ thôi em cũng tuân hành theo lệnh cấm vận của anh, em rút trước cho chắc, chứ không có đâu, ngày mai em vô Iran em mới kiếm được có 10 triệu đô la mà anh Mỹ gõ đầu em cái bóc thì anh Mỹ phạt em 1 tỷ rồi hôm nay em đói mẹ nó hết cơm hết gạo của em. Mà thằng khùng nào vô, các bạn hiểu mình không, khùng điên chưa. Đó thì các bạn mới thấy được á, các bạn mới thấy được rằng có cái anh chàng Bình Dương này vô ha, anh chàng Bình Dương này là cũng là một người nói chuyện có lợi cho đảng đó. Nhưng mà cứ việc nghe đi không có sao đâu, mình nghĩ là bạn cũng không có rành về vấn đề này, thành ra bạn có thể nghe được và các bạn có thể thông báo để cho cái đảng của các bạn biết được là mình nói cái gì. Thì mình nói đây làm sao, thì các bạn thấy 100% thì là mình nói là sự thật, mình nói lên những cái gì mà sự thật 100% nó diễn ra trước mắt thì mình nói, còn không có thì mình không bao giờ nói. Thì các bạn thấy lý do là tại sao hồi xưa mà khi mà Mỹ mà nó cấm vận Việt Nam rồi là Việt Nam chỉ đi móc bọc thôi, móc bọc vi lông, móc bọc báo đi bán thôi. Tại sao? Là tại vì khi mà Mỹ mà mở miệng ra mà nó không chơi với một nước nào á, thì không, cái trên cái thế giới văn minh này không có một cái người nào mà khùng đi tới đó bị gây quả chứ. Thế là Mỹ nó nói ok không có chơi với thằng Cuba nha, là tụi nó chạy sạch. Không chơi với Venezuela ha, là nó chạy sạch luôn. Không chơi với Iran, Bắc Hàn á, hai thằng Nga với thằng Trung Quốc á, mẹ chạy sạch luôn. Đốt đầu vô thằng chơi chết à, đúc đầu vô cho chết à, kiếm được 10 triệu đô la ngày mai nó phạt cho 1 tỷ nó đóng cửa hãng mình luôn. Chứ hỏi các bạn nè, bây giờ mình hỏi với bạn Bình Dương nè, bạn Bình Dương này là một dư luận viên á, là ghê gớm lắm á. Mình hỏi bạn nè, bây giờ lý do tại làm sao mà bạn nói là nước Mỹ là nợ nhiều nhất thế giới, nước Mỹ nợ Trung Quốc, mà mình hỏi bạn Bình Dương là tại sao mà nước Mỹ nợ nhiều nhất thế giới mà nước Mỹ có thể cấm bất cứ một cái thằng nào trên trái đất này được, nước Mỹ có thể tiêu diệt nền kinh tế bất cứ một nước nào trên trái đất này được, nước Mỹ có thể làm bất cứ những gì nước Mỹ làm được, tại sao bạn nói là nước Mỹ là nợ nhiều nhất trên thế giới, nợ Trung Quốc luôn, là nước Mỹ nghèo đúng không, thằng nợ mà, cũng giống như nhà của bạn đó, nhà của anh Bình Dương đó, đi tan nợ đó. Nợ sao gọi là sướng được, nợ thì phải điên mài đúng không, giống như Việt Nam mình như giờ nợ là chứ điên mài, chứ nợ nào mà có quy quyền ra mà chống nạnh gõ đầu này gõ đầu kia. Các bạn nghĩ sao, cái đó là tự vì bác với đảng nói dốc với bạn thôi, chứ các bạn nhìn thử đi, hàng ngày hàng bữa Mỹ đều lấy cái đũa gõ đầu từng thằng trên thế giới này. Mỹ không thích thằng nào chỉ vô mặt thằng đó phạt, không thích thằng nào là chỉ vô mặt thằng đó kêu đóng hãng là đóng. Các bạn thử coi, thử thằng Việt Cộng mà chọc với thằng Mỹ thử một cái coi,
Mỹ nó chĩa chĩa cái tay vô cái thằng Vietcombank, nói mày đóng cửa độ ngày mai đóng cửa mẹ luôn cái Vietcombank, bảo đảm với các bạn luôn. Tại sao Vietcombank của Việt Nam nó có đăng ký bên Mỹ, nó có đăng ký tự Vietcombank, nó có xài đô la, nó là ngân hàng xuất nhập khẩu, nó có tiền ra vô, nó đều phải bắt buộc Mỹ là đều nó bắt buộc có là cái thằng Vietcombank là phải mở chi nhánh ở ngay New York. Nó chịu sự quản lý của Mỹ, bữa nào Mỹ vui thì đủ má cho mày hoạt động, còn không vui đóng cửa đi con, đóng cửa về bóc cứt trộm salad mà ăn đó, ngồi đó mà chửi Mỹ các bạn hiểu không. Bình Dương họ mình nói với bạn Bình Dương, các bạn thử đi đó, các bạn 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 thử đi, mình nói là mình nói sự thật, mình không có chửi bới gì các bạn, nhưng mà các bạn hỏi thử bất cứ thằng đảng chính quyền nhà nào Việt Nam mình lên nói mà mình nó không đúng cái độ là mình bảo đảm với các bạn là mình dẹp luôn khỏi lên nói một tiếng livestream luôn. Mỹ bây giờ những công ty mà lớn nhất của Trung Quốc, những công ty mà lớn nhất của Nga mà gọi là có thể nói là lớn khủng khiếp, công ty nhôm của Nga là lớn đến cái độ mà nó sản xuất ra là nhôm nhiều nhất thế giới để bán cho toàn thế giới. Đáng lẽ là Mỹ là những nước kia sợ nó mới đúng, như lần này hả, Mỹ gõ đầu cái một ngày mai dẹp tiệm luôn. Sao kỳ á, là tại vì cái quyền sinh sát đó là Mỹ nó đã nắm hết rồi, chớ có mà chống cự nó, chớ có mà làm chuyện tào lao hắc xí nó. Các bạn thấy không, tại sao mà nó đánh thuế nhôm miếng thép khắp thế giới, rồi bây giờ cái thằng Việt Cộng ngu đi chơi cái trò xỏ lá, cũng giống như hồi xưa mà chơi cái đợt cái trò mà đồ của Nguyễn Minh Chiết mà gọi là mới núp lùm bắn tên đó, đụng mà hồi xưa nó không có vệ tinh, nó không có những cái thứ kia, nó nhìn xuống nó không thấy, nó giỡn mặt tưởng đào hố á, đào hố xong rồi chôn ông ai chôn nhôm xuống, xong rồi lấy cái nhôm của đầu bên này cái đem qua cái đầu bên kia, cái hiệu gắn cái mặt Made in Việt Nam qua bán ở Mỹ hả. Thôi mày đợi đi con, mẹ tụi nó buôn ma túy, tụi nó chui xuống lòng đất Mỹ còn thấy, tụi nó dùng tàu ngầm buôn ma túy, nó chui xuống biển Mỹ còn thấy, tụi mày mày đi lấy thép cái nhôm từ bên Trung Quốc mà đi qua công ty thôi nhôm qua sen là mẹ chứa như đó, sao mà dán chữ Made in Việt Nam xuất khẩu ở Mỹ, mày nghĩ ai vậy, mày nghĩ là Mỹ là con nít hay con, mày còn đang bú sữa mà mày tưởng là Mỹ là con nít, Mỹ mẹ nó khôn gấp ngàn lần mày á, chứ ở đó mày không biết 1.000 lần mày có chưa nữa, không biết sợ được mày một mày khôn bằng 1 phần triệu của Mỹ thôi á. Ngồi đó xí gạt tư bản Mỹ, mẹ Mỹ nó phạt thằng Trung Quốc á, nhôm mẹ nó lên 10% không mà mẹ thép 10% không mẹ xịt tức ra quần rồi, còn mày mẹ khôn gấp mẹ còn khôn dữ nữa, chứa hàng lậu đồ má ăn gian Mỹ nó phạt cho 250% đồ mẹ có dẹp hạn sớm ngu. Mẹ thằng Trung Quốc với thằng Nga không bị phạt có 10-25% không chết mẹ nó rồi, còn Việt Cộng khôn quá khôn gấp 10 lần kia rồi mẹ nó giờ nó phạt lên 250% đù với dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng đù, mẹ Mỹ sợ Việt Cộng hết sức cà tra đó thì lên đủ mất thuế cái một độ mà phá sản luôn, rồi giờ thép với nhôm Việt Nam mình ở Mỹ lên đâu có lên chậm chậm đâu, nó lên cho 250% cái một ngày mai đi bắn muối luôn, rồi xong goodbye my love luôn, xong hàng. Các bạn thấy mà dưới sự tài tình mà sáng suốt của đủ mấy thằng lúi thằng nỉa không đó, các bạn thấy không, nguyên cái đất nước Việt Nam mà bầu lên đủ mấy nhân tài gì đâu mà bầu mấy chục triệu dân đủ mẹ thôi vô gom lại đủ mấy nằm mơ đủ mấy thấy Hồ Chí Minh đủ ngày mai lên đủ thông minh sáng suốt sao bầu đủ mấy hai thằng đủ cái khùng điên ba trận, thằng thì đúng mà cái đầu ngoại ngoại nỉa nỉa thay theo gì lẽ ở Mỹ thì nó cho ăn tiền tàn tật thì được rồi đâu có hại ai đâu, giờ đù mẹ bầu thêm thằng lú nó đùng thằng lú đó trên 65 tuổi đời Mỹ rồi mà nó cho ăn tiền già rồi ngồi làm gì hại đủ mà hại tàn canh gió lạnh trời ơi nó hại đủ mà hỏi banh xà lông môn tơ luôn, nó không biết nó ăn cái đống đéo gì mà bây giờ 70 tuổi mà còn ngồi đó mà cứ mày tiếp tục hại dân ác dễ sợ ác luôn, các bạn thấy không đó. Đó các bạn thấy là tại sao mà đó, bây giờ đó là bây giờ đó là các bạn để ý cho bất cứ một cái chuyện gì trên một cái trái đất này đó, mà còn cái sự độc tài thôi, mình không có cần phải nói là mình nói cộng sản nhưng mà chỉ cần nói về cái thằng nào mà còn độc tài á, cái thằng nào mà làm chính quyền mà ngồi lâu quá là chỉ có chết, không cần biết cái thằng nào trên quả đất này á, hãy là thằng nào mà còn ngồi lâu á là chết à. Giám đốc công ty ngồi lâu cũng chết, thằng chính phủ thủ tướng tổng thống mà ngồi lâu đều chết dân hết trơn. Tại sao nó ngồi lâu quá đầu nó ăn hối lộ, nó tham nhũng, nó độc tài, nó muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, không ai kiểm soát, thế là nó ăn sạch tiền của dân luôn à. Các bạn thấy đó, các bạn thấy cái thằng Malaysia không, cái thằng thủ tướng khốn nạn đó, các bạn thấy không, ngồi đó cái đầu thâu vén tiền bạc, bây giờ vô đầy nhà đầy cửa làm thủ tướng lâu, mới đầu có thể không sao, vài bữa cái mọc ranh mọc vuốt rồi bắt đầu mọc rễ ra, bắt đầu không có ai kiểm soát, bắt đầu lấy tiền ra từng bao cái hối lộ đầu này tham nhũng đầu kia, bắt đầu ôm hết cho người. Các bạn thấy cái tai họa của cái chế độ mà khi mà không có một người kiểm soát không ha, người nào cũng vậy, hay mà độc tài mà ngồi lâu là đều chết. Cho nên cái nước Mỹ nó có cái hay đó, những cái người mà lãnh đạo các bạn nó không có cho ở lâu, tổng thống 4 năm phải bầu lại 1 lần, mà do dù mà giỏi lắm mà tài gì lắm mà gọi là 8 năm là phải đi ra chỗ khác, là tự nhiên ngồi lâu là mọc rễ,
ngồi lâu bắt đầu là cấu kết đầu này cấu kết đầu kia. Rồi ở trong cái hãng cũng vậy nữa, các bạn làm giám đốc đó, các bạn làm giám đốc mà quản lý công ty nó không có cho các bạn ngồi một chỗ đâu. Hôm nay làm ở văn phòng này, ngày mai nó đẩy bắt các bạn qua văn phòng kia. Tại sao? Cho mày ngồi một chỗ, bắt đầu mày cấu kết với thằng này, mày hối lộ thằng nọ, bắt đầu chia quyền chia trác hưởng lợi. Không bao giờ cho Mỹ, không bao giờ cho cái cơ hội đó. Cho nên Mỹ hay lắm, nó trị từ cái gốc à, chứ nó không có trị mà nó trị mà như vậy đâu. Nó trị là nó trị coi như là không có cái nguyên nhân mà không có cái cơ hội để mà hả đút cái đầu lên để mà tham nhũng hối lộ được đâu. Không cho, nó không có cho cái trò đó, nó dẹp từ trong trứng. Nó không có để mà lâu mà như vậy được đó. Cho nên đó là các bạn thấy là mà thằng Mỹ bây giờ đó là chính quyền Mỹ là nó coi Trung Quốc không ra cái giống đất gì đó. Các bạn thấy ở Trung Quốc mà nó nghèo đói gần chết, trong khi đó Đài Loan dưới sự, nghĩa là dưới sự bảo kê của Mỹ mà Đài Loan nó phát triển thần tốc. Các bạn thấy bốn con rồng châu Á không, từ cái trước khi cái thằng Trung Quốc đó, nó còn nghèo đói mặt đẹp đó. Bốn con rồng châu Á là gồm có ai? Gồm có Singapore nè, thấy không? Đài Loan nè, Triều Tiên nè. À, Singapore, Đài Loan, Triều Tiên với lại nào nữa? Hồng Kông, thấy không? Hồng Kông nè, Singapore nè, Đài Loan nè, Triều Tiên, nó gọi là bốn con rồng châu Á. Thì bốn cái nước đó dưới sự bảo kê của Mỹ, bốn nước đó nó bắt đầu phát triển thần tốc lên thì sao? Thì bốn nước đó có tiền có của giàu dưới sự bảo vệ của Mỹ. Các bạn thấy không? Thì bây giờ cái thằng Trung Quốc á, nó 1.5 tỷ dân mà bây giờ nó kêu gọi đầu tư, thì thằng Đài Loan nè đầu tư vô Mỹ, nó cho đầu tư vô Trung Quốc nè, rồi Singapore mấy nước kia đầu tư vô Trung Quốc, cho nên Trung Quốc mới có công ăn việc làm, rồi Mỹ mới mở cửa cái nước Mỹ ra để cho Trung Quốc nó xuất khẩu, nó bán đồ vô Mỹ, thì Trung Quốc mới có tiền đô. Còn hồi xưa là mẹ xe ngựa xe bò là coi như là cứ cưỡi mà cưỡi muôn năm luôn, đúng coi như quan vinh mà muôn năm, giống Việt Cộng vậy đó, rồi riết rồi đi xe bò cọc rồi cũng quan vinh muôn năm đó, vậy đó. Không có tiền rồi là cứ ngồi đó quan vinh muôn năm hoài đi đó, rồi đó là chỉ có chết thôi đó. Cho nên bây giờ đó là chắc chắn là bây giờ cái xã hội Việt Nam mình đó, bây giờ là muốn phát triển là chỉ có một con đường, một là duy nhất à. Mình không phải là nhà chính trị, mình không có biết phải làm như thế nào, nhưng mà mình không có vạch ra cái con đường là làm thế nào để thay đổi chế độ, nhưng mà chắc chắn 100% là chế độ cộng sản bắt buộc là phải ra đi. Dùng cái người Việt Nam, phải cái người Việt Nam mình bên đó phải đi lên. Nếu mà cái chế độ của cộng sản Việt Nam mình nó mà biết đó, thương dân là bắt buộc là bây giờ phải đón người tài vô, những người mà không có đảng phải đón người đó vô, phải thay đổi ngay tức thì cái chế độ, thay đổi liền, gọi là lọc máu cho sạch, thay đổi liền. Hoặc là phải từ bỏ cái đó đi, bắt đầu phải làm lại, ít nhất là cũng phải là làm giống như là những nước châu Âu mà bên Đông Âu vậy. Bây giờ phải thay đổi tận gốc, phải cho bầu cử, không phải cho đa đảng, phải cho bầu thật cử, thì từ từ mới thay đổi máu thịt được. Chứ còn mà bây giờ đó, mà chắc chắn chẳng có ma nào mà ở nước ngoài mà đi về mà quản lý cái nước Việt Nam hết trơn đó. Tại vì mấy cái người hải ngoại này là chỉ có giúp đỡ rồi đầu tư rồi đem công nghệ rồi về thôi, chứ chẳng có con ma nào mà ở nước ngoài này mà thèm cái chế độ Việt Nam mà ngồi đó mà lên làm tổng thống, làm thủ tướng cho con khỉ móc gì đó. Tất cả mọi người đều là do dân Việt Nam mình là đủ tài đủ trí, nhưng mà tại vì bị đảng kèm kẹp cho nên là cái tài cái trí nó không bộc lộ được thôi. Chứ còn dân Việt Nam mình thì tài giỏi thì dư rồi, không có thiếu, chất xám thì dư dữ lắm, sơ dư dữ lắm, xuất khẩu khắp thế giới chất xám được hết trơn á. Chỉ cần thoát ra khỏi cái gọng kìm với lại cái dòng xiết cổ của thằng cộng sản là một người Việt Nam mình chỉ cần bay ra nước ngoài một cái là người Việt Nam mình giỏi liền. Tới sao? Tới gì? Ở bên Việt Nam mình học nhiều hơn tất cả những nước khác. Con nít mà nhỏ xíu bây giờ học nó là đeo cận thị mẹ trơn, học dữ lắm, học khủng khiếp lắm, có bao nhiêu chữ, bao nhiêu thứ gì là nhét vô từ nhỏ không còn. Cái là hồi xưa mà mình Việt Nam mình biết mà học, mày học như con trâu, học mất mùa xuân luôn, không còn cái gì hết trơn. Cái trời, mà không lẽ không giỏi sao? Như Việt Nam mình là trí thông minh nhiều, giỏi lắm, nhưng mà chỉ có cái là giờ chỉ cần thay đổi cái thằng lú với thằng nỉ mà đi ra đó, cái thằng là một cái người nào mà dân chủ vô mà cho dân mà bầu cử tự do này nọ đồ đó, bắt đầu mới tiến lên được. Còn không có là rồi vài bữa nó là thằng Trung Quốc nó nuốt luôn. Tại sao? Là mỗi ngày là cứ đi ăn tàn phá hại, làm chuyện xàm xí đú, không thì không có tiền thì sao phải cầu cạnh Trung Quốc. Mà hay Trung Quốc mà nó đưa tiền cho xài thì nó phải nuốt nước Việt Nam mình thôi, thấy không? Bán hàng mà, thấy không? Tiền nè, đưa tiền thì hàng quá phải giao thôi, thì coi như phải chết thôi, chứ đâu có cái đường nào mà tránh khỏi được. Cho nên là chỉ có chết thôi. Bây giờ chỉ có hai con đường, là một là đi là sao, là sạch cái độ, hai là đi bán nước thôi, vậy thôi. Một là bây giờ hết tiền nuôi đảng, nuôi chế độ rồi, hết tiền cứu ngân hàng công ty rồi thì chế độ sập, thấy không? Sập nó thì sập thì sao, thì sập xuống thì đảng nó sợ lắm. Nó cũng muốn dẹp chế độ lắm á, nhưng mà nó sợ khi mà chế độ mà xuống rồi cái á,
dân á lên nó nắm chính quyền, nó đè đầu đảng, nó quánh, nó đập, nó lột da ra, nó chi cứu rồi ba đời bốn họ ra. Rồi má, hồi xưa mày ăn tao bao nhiêu tiền hả, tao cho mày ăn cứt nè, ngồi xuống mày hả họng ơi, tao thả cứt xuống cho ăn đó. Nó điên máu lên, nó thả xuống vậy, cho nên đảng sợ lắm, đảng sợ. Rồi mẹ bây giờ ăn vàng cứng của dân, mốt về dân nó mẹ nó đè đầu xuống, nó cho ăn vàng dẻo. Thế là bây giờ đảng thất kinh hồn vía, đảng sợ lắm, đảng sợ xuống rồi dân nó đè đầu xong nó cho ăn vàng dẻo, cho nên đảng không dám là chứ trong bụng của đảng, đảng sợ lắm rồi. Đảng cũng muốn rồi má, bay mẹ nó cho rồi đi chứ giờ ngồi đây riết á, dân nó chửi riết rồi mà đầu thai không nổi nữa, đầu thai làm người không xong nữa, mẹ sợ đầu thai làm con cá dồ cứt. Đảng sợ lắm, nhưng mà giờ đảng sợ lắm, đảng đâu có dám, đảng đâu có dám, mà đảng mà vừa xuống một cái thôi là dân nó nọc, nó lột da từng thằng, đảng sợ lắm. Tự dân Việt Nam mình khi bạo rồi điên máu dữ lắm, đảng sợ lắm. Cho nên giờ đảng coi như là trên đe dưới búa, coi như đảng không biết sống bằng đường nào, để có biết đường nào để mà sống nữa. Thành ra đảng mà cứ giống như độ mắt độ mắt quai bây giờ cứ nằm cứ ngắt để biết phải làm sao. Đảng như vậy, đảng đụng đảng tài tình lắm mẹ nó. Cái thằng Y Lạp mà giờ nó đi cho nó sai một đường thôi, một chút xíu mà cái đường thôi là nó đã, mẹ nó đã điên mài mẹ nó rồi. Còn đảng ta này đụng má muôn dạng đường tình, đường nào cũng sai hết trơn á, mẹ khủng khiếp, chỗ nào cũng sai đó. Mẹ Hy Lạp mà nó mới có sơ sức chút xíu thôi, mẹ là cả châu Âu cứu đụng mà điên mài luôn. Huống chi đảng tài tình đủ mới dưới sự dẫn dắt của mấy đầu bò đủ, mà hàng nào mấy bằng cấp giáo sư nè, tiến sĩ nè, chính trị cao cấp nè, đủ mấy bằng cấp về lý luận đủ nghe ghê lắm. Trời ơi, thằng nào mà muốn làm chức cao là có cái bằng lý luận cao cấp đủ nghe ỉa quần luôn, nghe sợ ỉa quần luôn, khiếp khiếp dễ sợ luôn á. Dạ các bạn thấy không, làm như vậy thì làm sao mà làm cái đéo gì mà sống cho nổi, không có cách gì. Bây giờ đi học cho cố vô, có mấy cái bằng cấp giờ ra đéo có tiền phải lái xe ôm, lái Grab, đi Uber đó, lái Grab rồi đó, vậy không có trí thức là bây trí thức là bây giờ là như vậy thôi, trí thức là bây giờ là chỉ có vậy thôi. Trí thức thì cố gắng là coi như gì là lái xe ôm, cũng may là giờ cái nghề giá xe giờ nó không còn phồn thịnh lắm, chứ còn nếu mà trí thức mà giỏi mà như cái thời mà sau khi đủ má ăn cướp miền Nam xong rồi là trí thức là được giá xe coi như điều vậy đó. Mình nhớ hoài từ ngày đúng không, từ ngày mà ông già của mình mà được đi rồi, mà được đi vô tù á, xong rồi là ở nhà rồi mà sướng lắm. Rồi mà cha mẹ con cái gì cứ lấy khao loan ra ruột rồi mà hết luộc rồi tới nướng, xong một khoai mì rồi mà lấy cái máy bào vậy nè, đó ngày nào cũng bào khoai mì để được ăn bánh khoai mì hết trơn á. Rồi mà sướng lắm, thiên đường mà. Ăn chay không mà đâu có ăn thịt được, đéo có thịt mà ăn chay riết. Ăn tàu hũ hồi xưa mình nhớ mà mẹ bà ngoại mình bà mua, mẹ có miếng ba đọi nhỏ xíu nè, bà độn vô trầu rồi bà kho một cái nồi mà tới đó trong đó toàn là củ cải không à, chỉ có cái mùi thịt không mà đéo có thịt mà ăn, còn nghe mùi củ cải không, ăn hôi chích tỉ mẹ luôn, cũng phải dán nhai. Đâu dám gắp miếng thịt đâu, thịt là để cho có mùi chơi thôi. Còn ở miền Trung thì đồ mới ăn con cá gỗ, đồ mới ăn cá gỗ sướng nhất, con cá gỗ đồ mới nhìn nó ăn hoài. Đảng với bác hay lắm, đồ mới cứ cho miền Trung ăn cá gỗ riết, ăn cá tươi làm đéo mà có ăn không. Cứ nhìn cá gỗ rồi cứ đụng ăn hoài, ăn trong tư tưởng vậy, giống như Hồ Chí Minh giờ đụng cứ nhìn hình Hồ Chí Minh đụng mà ăn hoài cho nó sướng vậy thôi. Các bạn thấy không, khốn nạn. Đó các bạn thấy không. Đã, thì bây giờ tóm lại là những chuyện ở Việt Nam với những chuyện thế giới là mình nói với các bạn hết rồi đó. Thành ra là các bạn thấy là bây giờ các bạn cố gắng, tất cả các bạn ở năm châu bốn biển các bạn thấy là những gì mình nói là đúng sự thật. Kể cả dư luận viên mà ha, có khùng có điên gì vô mà mình giảng kiểu đó là bắt buộc phải hiểu à, chứ không có thằng nào mà ngu không hiểu đó. Chỉ có những thằng mà cố tình xí gạt người ta, lừa bịp người ta mới không hiểu đây, chứ còn mình nói kiểu đó mà không hiểu là đúng là thiệt, là bại não thiệt, thứ thiệt luôn đó. Mình bại não thứ thiệt luôn á. Thì bây giờ thì trước khi mình chấm dứt chương trình thì mình có một cái này mình giới thiệu các bạn. Các bạn thì sống ở Việt Nam hoặc là bất cứ nơi nào trên thế giới thì các bạn cũng phải đều quan tâm tới sức khỏe các bạn. Các bạn mà có sức khỏe rồi thì các bạn có thể làm bất cứ chuyện gì các bạn muốn ha. Các bạn sẽ sống yêu đời, các bạn sẽ thấy nó gọi là phòng cháy hơn chữa cháy. Các bạn đừng bây giờ để bị bệnh xong các bạn chữa thì lúc đó thì nó bị muộn rồi. Bây giờ mình giới thiệu các bạn cái này, các bạn nhìn nè. Các bạn thấy không? Đó. Cái này là tinh dầu tỏi ha. Cái này là tỏi mà tinh dầu tỏi thì ở Mỹ thì nó bán rất là rẻ, các bạn thấy không nè.
nó bán rất là rẻ. Các bạn biết đó là 50 viên, hai cái này 50 viên ha, 50 viên mà ở Mỹ này nó bán là $1 thôi. Cái này gọi là tinh dầu tỏi nha các bạn. Tỏi á, thay vì cái củ tỏi thay vì các bạn ăn á, thì các bạn sẽ hôi miệng hôi mồm, với là nhiều người ta không có thích, thì nó bỏ vào thành một cái viên giống như là dầu cá vậy nè, mà trong đó là tinh chất của tỏi á các bạn. Thì mình nghĩ rằng các bạn ở bên Việt Nam cũng vậy, mà bên Mỹ cũng vậy, có loại thì nó làm bằng tinh gọi là bằng nước, tinh dầu trong đó có cái loại nó làm bằng viên bằng bột. Thì mỗi lần các bạn mỗi một ngày vậy thì các bạn mua cái này, các bạn để ở nhà. Ở bên Mỹ thì tất cả các tiệm thuốc tây, tất cả mọi nơi ở Mỹ này đều có bán, ở bên Việt Nam cũng vậy, trong tất cả các tiệm thuốc tây đều có bán, nhưng mà đôi khi các bạn không chú ý thôi. Thì các bạn cứ mua về nhà, các bạn để cái đó trước khi các bạn ăn cơm, hay là sau khi các bạn ăn cơm thì các bạn cứ uống một viên vô, thì các bạn sẽ được khỏe đủ thứ hết, các bạn sẽ ngăn ngừa bệnh tật, rồi các bạn sẽ không có gọi là bị bệnh tim, rồi các bạn cũng không có bị gọi là đứt mạch máu não. Tại vì cái những cái người mà bị tăng son cao thì nó có cái nguy hiểm là khi mà bị tăng son cao như vậy thì cái áp suất máu nó chạy rất là lẹ, các bạn hiểu không? Giống như cái máu mình nó chạy qua chạy lại cái đường ống á, mà nhanh quá đó thì cái đường ống nó sẽ bị vỡ. Thì cũng giống như cái mạch máu của mình vậy nè, thì nếu mà máu mà nó chạy bình thường á thì nó không bị đứt, còn bây giờ cái máu của mình á mà nó chạy lên chạy xuống quá lẹ đó thì nó vỡ cái gân máu của mình, nó bị giòn á các bạn, giống như cọng dây thun vậy á. Các bạn thấy cái cọng dây thun không? Cái cọng dây thun mà nó dỏm á, các bạn kéo ra cái một đứt cái bực, thì cái gân máu của mình cũng vậy, nó có sự đàn hồi, nó có dẻo. Thì khi mà các bạn mà uống cái thuốc tỏi này vô á thì cái gân máu của các bạn á là nó dẻo, nó không có bị đứt, các bạn thấy không? Nó không có bị đứt, cho nên là khi mà các bạn mà uống cái này vô á thì cái gân máu của mình nó dẻo, cho nên những cái người mà bị cao máu, hoặc là những cái người nào mà có cái mỡ cao trong máu, hay bất cứ cái gì á, thì mình uống vô, mình cứ ăn cơm mình cứ uống vô một viên đi, thì mình sẽ có lợi đủ thứ hết. Mấy cái người đó không có bị gọi là bị tai biến. Các bạn thấy bây giờ con người trẻ cũng vậy, người già cũng vậy á, người nào cũng vậy đó, ăn thịt ăn cái này ăn cái kia vô mà cái mỡ đó, nó dư á, thì khi mà nó vô máu mình á thì nó đóng vô cái thành mạch máu mình quá nhiều, thành ra cái máu của mình nó chảy qua không được, thế nào nó bị vỡ cái đường gân máu mình, nó bị vỡ các bạn, cho nên nó bị vỡ ra, cho nên nó đứt cái mạch máu á, cho nên máu nó tràn ra ngoài thì nó sẽ gây ra bị tai biến, đứt mạch máu não, cho nên người ta mới bị bại bị liệt. Có người nặng thì chết luôn, có người nhẹ thì bị bại liệt. Cho nên cái nếu mà các bạn mà uống cái này vô thì cái xác suất mà các bạn bị cái đó thì rất là ít. Nó bổ toàn thân các bạn biết mà, giống như trước mình có nuôi gà vậy đó, con gà mà tự nhiên nó bị cúm cái nó gục cái đầu, mình tưởng nó chết rồi, cái mình lấy cái viên này nè các bạn, cái mình nhét vô miệng nó cái một cái nó khỏe ra, tự nhiên cái mình thấy vậy, cái mình thấy là đúng là cái tinh chất tỏi nó lợi hại vô cùng. Chỉ cần nhét vô cái miệng cái một thôi, vậy mà con gà đang gục đầu về cái một giờ tỉnh bơ đi trong sổng rồi hết bệnh liền. Thì mình chỉ có một cái chia sẻ với các bạn là như vậy. Cái này rất là dễ, mình chỉ cần chú ý tới sức khỏe mình một chút xíu thôi. Cái này rất là rẻ, rất là cái gì cũng rất là tốt, nhưng mà các bạn chỉ cần trước khi ăn, các bạn ăn thịt, ăn tôm, ăn cá gì các bạn cứ sung sướng hưởng thụ không sao đó, nhưng mà các bạn nhớ là các bạn cứ nút viên này vô uống cái đã. Rồi nếu mà các bạn mà lo cho sức khỏe của các bạn nhiều hơn nữa thì các bạn thường xuyên thì ăn bữa cơm xong hay bất cứ ăn phở hay ăn cái gì mà có thịt đó, các bạn đừng có uống bia, các bạn uống mấy cái thứ vô các bạn chết đó. Các bạn đã uống vô rồi là các bạn là mỡ nó tăng lên cao rồi, mỡ nó đóng vô thành mạch máu các bạn đó, các bạn riết các bạn tiêu luôn á, hỏng bệnh này cũng bệnh kia đủ thứ bệnh đó. Thành ra mình cứ ăn đi, ăn thịt nướng mình cứ hưởng thụ cho đã đi, nhưng mà nhớ là mình uống một viên thuốc tỏi vô đồng thời á, mình kỹ nữa đó, thì mình lấy một ly trà mình uống, trà gì cũng vậy, bất cứ loại trà gì mình uống, mà uống trà nóng vô thì cái những cái mỡ trong người mình nó, các bạn nó sẽ bị cái chất đắng của trà đó nó sẽ cuốn đi ra ngoài, thành ra cái mỡ trong máu mình nó không có, nó làm cho mình không có mỡ trong máu, có nghĩa là mình vẫn hưởng thụ, mình vẫn sung sướng được, nhưng mình chỉ chịu khó chút xíu mình uống cái trà cho nóng vô ha. Đừng có mà đi ăn phở, đi ăn hủ tiếu mì rồi ăn xương ăn sườn cho cố vô rồi á, rồi dọng cho thêm một ly coca vô nữa thì mau sẽ đi về gặp mát với lê lắm đó nha các bạn. Các bạn nhớ là như vậy á, là chết sớm á nó không hà, mà nhiều khi nó không chết á, mà thí dụ mà chết liền á cũng còn mừng, mà đằng này không chết á mà cứ đứt gân má xong nằm bị liệt á thì cả gia đình dòng họ bán đất bán đai bán nhà xong nó lo cho mình á, thì lúc đó là khổ, không phải chỉ riêng bản thân ta mà khổ cả dòng cả họ đó các bạn. Thành ra các bạn nhớ là các bạn phòng cháy hơn chữa cháy nha.
có những cái thứ mà rất là đơn giản nhưng mà các bạn phải chú ý cái đó thì các bạn sống thì các bạn khỏe đó. Các bạn để lưu ý những cái chuyện lặt vặt đó, nhưng mà nó giúp cho các bạn rất là nhiều. Các bạn sống, các bạn khỏe mạnh, các bạn không có bệnh tật nhiều. Tại vì cái tỏi, trên chất tỏi á, nó có cái hay là nó diệt vi trùng á, trong cái người mà vi khuẩn á các bạn. Ba cái thứ vi khuẩn tầm sàm ba láp mà là nó vô, đã gặp tỏi là nó chết. Thành ra các bạn uống vô thì các bạn sẽ được khỏe, cái cuộc sống bạn sẽ rất là khỏe. Các bạn chú ý chút xíu, nó rất là rẻ nha các bạn. Ở bên Mỹ nó bán 50 viên này chỉ có $1 thôi nha các bạn, $1 thôi, trong khi ở Việt Nam là bán có thể rẻ hơn nữa. Thành ra bây giờ cái xã hội nó bị ô nhiễm quá nhiều, rồi nó đủ thứ ô nhiễm trên cái đất này quá nhiều, mà nếu mà mình không có những cái thứ mà mình đẩy nó ra đó các bạn, thì mình sống là chắc chắn là mình phải có bệnh, có tật trong người rất là nhiều á. Kẻ nghèo không có tiền ăn thì cũng chết, mà kẻ giàu mà ăn nhiều quá đó, máu đầy mỡ cũng chết luôn chứ không sống nha. Thành ra bây giờ mình đó là cố gắng sao mình ăn cá nhiều một chút, hoặc là mình ăn rau cỏ đồ nhiều một chút, tránh ăn ba cái đồ chiên với mặn, là cái thứ đó là giết người mau nhất. Thì các bạn chú ý, các bạn thấy là lý do tại sao mà từ cái ngày mà cái công ty KFC mà đi vô Việt Nam tới bây giờ là các bạn thấy là người Việt Nam bị béo phì quá nhiều. Tại vì hồi xưa người ta ăn á, người ta ăn phở, người ta uống trà đắng, còn bây giờ người ta ăn phở xong cái người ta thấy nóng nóng nực nực trong người á các bạn, cái người ta uống Coca-Cola vô á, uống vô cái nó sướng lắm. Nó sướng cái miệng nhưng mà cái thân á các bạn, tai họa tới cái thân, các bạn cẩn thận cái chỗ đó. Ví dụ mà các bạn có nóng nực quá hay gì thì các bạn uống trà đá nó vẫn tốt hơn là các bạn uống quá nhiều Coca-Cola ha. Coca-Cola là các bạn vui sướng này nọ rồi tiệc tùng, các bạn uống lúc đó thì nó vui thì, nhưng mình có lạm dụng nó, đừng có uống quá nhiều, lúc đó nó đường nó vô máu mình nhiều quá đó là mình sẽ lên đường về quê mẹ đó nha các bạn, nguy hiểm lắm nha. Ở nhà của Tám là ở đây là ở nhà nguyên một cái gia đình của Tám là không có ai uống Coca-Cola đó nha, không ai uống á. Chừng nào khi nào mà đi ra tiệm mày nọ rồi vui lắm á thì uống một ly nhỏ thôi, còn ở trong nhà của Tám là không có Coca-Cola nha các bạn. Cho trong nhà của Tám là chỉ có gạo lứt nè, chỉ có gạo lứt nè, là trà ha, trà đủ kiểu ha, là có tỏi ha, rồi có này có kia, là giờ là phòng trái hơn chữa trái nha các bạn. Nhà Tám là không có ba cái thứ mà đây nè các bạn, con của Tám nè, thấy không, con của Tám mới có mười mấy tuổi nhỏ thôi mà Tám còn cho nó uống cái này nè các bạn, thấy không nè, đó các bạn thấy không đó. Đó các bạn thấy không, con của mình á thì nhỏ vậy mà mình còn cho nó uống nha các bạn, thấy không, nhiều khi nó vui nó ăn mặt Dano rồi nó ăn gà KFC á các bạn, mình còn phải để cái này thì ngay cái bài học của nó nè, đó, để cho nó uống nè, đó thì nó tốt cho cái sức khỏe, nó tốt cho sức khỏe của nó. Thành ra là ở nhà mình thì lúc nào mình cũng phải lo cho sức khỏe của vợ con rồi các thứ, mà mình phải phòng trái hơn chữa trái á, cho nên là các bạn phải chú ý những cái đó. Thì cái điều quan trọng nhất là không phải là giàu với nghèo gì, mà cái quan trọng nhất là mọi người phải được khỏe đó, cho nên là phải sống mà phải cái vui vẻ rồi cười vui đó. Các bạn thấy bà xã mình không, ai cũng nói bà xã mình cũng lớn mà nhìn trẻ, là tại vì cũng sống một đời sống rất là thoải mái, không có tối ngày cứ cắm đầu đi kiếm tiền cơm áo gạo tiền này nọ là các thứ đó, thì cái đó không có tốt các bạn thấy không. Thành ra là mình phải vui vẻ hàng ngày, rồi mình ăn uống đồ này nọ đồ cẩn thận này nọ các thứ, để cho đời sống mình nó sống ngày nào vui vẻ ngày đó đó các bạn. Thì bây giờ hết giờ rồi, thành ra mình chúc hoa mọi người ở trên diễn đàn này, mình rất là cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian và công sức vô đây để chung vui với lại mọi người. Mình chúc tất cả những các bạn ở đây thì có một cái cuối tuần thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, và hy vọng là các bạn ngày càng có một đời sống khỏe và tốt hơn. Mình xin chào các bạn nha, mình tạm biệt các bạn, chúc các bạn mọi nơi đều được hạnh phúc cuối tuần. Bye bye các bạn, có gì mình rảnh mình lên gặp các bạn sau. Xin chào mọi người. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói đến sự tích bị cả. Rồi, các ông gì, các ông Trung Quốc. À, đúng rồi, cái thằng Phật Mô Sa đó. Cái thằng đó đó, nó làm như vậy đó. Trong khi nó không xả thải ở cái nước của nó, mà nó xả thải ở cái nước Việt Nam của mình. Vậy đó, các bạn thấy chưa? Gì mà không xả thải với nước mình, mà đi bỏ vô biển cả của nước Việt Nam. Các bạn thấy vô lý chưa? Vô hồn vô.
Thank you.